Hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta là cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần uh, trên kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng uh, rất là quen thuộc và đã đồng hành cùng với cộng đồng anh chị em nhà đầu tư trong quãng uh, thời gian vừa qua uh, và như thường lệ thì bản tin tuần ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có các cái phần chính như sau phần thứ nhất đó là hùng lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ phân tích một số các cái danh mục các cái mã cổ phiếu uh, ngành trụ sau đó chúng ta sẽ đi phân tích sang ngành thép uh, cổ phiếu nhóm ngành dầu khí À, nhóm ngành banh và một số các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán sẽ được cùng lê nhắc ở trong phiên ngày hôm nay à, sau đó thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích tiếp theo một số các cái nhóm ngành mà hùng lê đã liên tục uh, theo dõi trong thời gian vừa qua gồm có các nhóm ngành càng biển phân đạm diệt may ở uh, nhóm ngành viettel và cuối cùng thì chúng ta sẽ uh, đi phân tích uh, thêm thêm nhóm ngành nhóm ngành dược nữa uh, và còn thời gian thì hùng sẽ đi phân tích họ cổ phiếu flc và phân tích một số các cái mã cổ phiếu penny đầu cơ Uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại kịch bản phân tích tuần vừa qua và phần thứ ba thì sẽ có một vài đánh giá nhận định xu hướng thị trường trong tuần mới. Tuần sau kỳ nghỉ lễ thì chúng ta chỉ giao dịch uh, 3 phiên, uh, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì chúng ta tạm nghỉ và đến phiên ngày thứ tư, uh, ngày thứ năm, ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ quay lại với thị trường và như anh chị em cũng có thể thấy rằng tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch rất nhiều các cái cung bậc cảm xúc khác nhau và gần như đến thời điểm hiện tại thì gần như là hùng thấy cái tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung là mọi người đang khá là mệt mỏi mọi người thất vọng và mọi người mất hết niềm tin có thể gòn gọn là như vậy mất hết niềm tin vào thị trường chứng khoán thế thì cái câu chuyện rằng thị trường chứng khoán chúng ta sẽ có những nhịp giảm như vậy và những nhịp giảm sau những cái nhịp giảm đó thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn Ờ, chính vậy nên các anh chị em đã xác định lên thị trường chứng khoán thì sẽ có những cái nhịp uh, đánh mạnh như vậy, giảm mạnh như vậy và sẽ có những cái nhịp tăng mạnh. Vậy thì để chúng ta cân bằng được cái trạng thái tâm lý uh, đầu tư ở trên thị trường chứng khoán thì uh, qua những cái video tuần thì các anh chị em cũng một phần nào cũng đã hiểu được cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu nguyên lý vận hành của thị trường và khi chúng ta gặp những cái vấn đề về nguy hiểm đúng không ạ nguy hiểm thì chúng ta cần phải dừng lại hoặc là chúng ta phải bán bớt cổ phiếu đi hoặc là chúng ta phải có một cái uh, kiểm soát rất là ok và với thị trường trong tuần vừa qua uh, phần cuối bản tin thì ông sẽ đi phân tích cái kịch bản gọi là bắt gọi là tan ao bắt cá đó trong tuần vừa qua thì sau phiên giao dịch của ngày thứ ba thì thị trường của chúng ta đã rất tốt và tại cái thời điểm đó là thời điểm mà các anh chị phải có trong uh, tay tiền mặt chúng ta phải có trong tay một cái tinh thần tốt nhất thì gần như cộng đồng nhà đầu tư đã bị gọi là không còn động lực thi đấu thì chính vì cái câu chuyện là chúng lúc chúng ta cần động lực thi đấu mạnh mẽ thì chúng ta lại không còn nữa. Đó vậy thì thị trường cái tốc tắc nó đi đi thôi và như vậy là chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội rất lớn theo quan điểm hùng lê như vậy cái nhịp mà phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba vừa qua nó đã có những cái tình tiết Tí nữa chúng ta sẽ phân tích nhưng đó sẽ là những cái cơ hội rất lớn để cho anh chị em có thể tái cơ cấu danh mục đầu tư của mình và bắt đầu một cái nhịp sóng mới ok thì uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, vào phân tích uh, chi tiết một số các cái mã cổ phiếu một số các nhóm ngành các anh chị nhé chúng ta view lại xem uh, xem từ trong cái thời gian vừa qua thì các cái mã cổ phiếu này đang vận động như thế nào uh, đối với vich thì uh, trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến hai uh, cái vùng 76 đến vùng 77 nhìn chung thì đây là một cái Uh, phiên uh, một cái tuần giao dịch cũng tương đối thành công của VIX và phiên cái tuần thế này tạm đẹp, khả năng ngắn hạn thì nó sẽ công lại vùng 82. Thì các anh chị em lưu ý, phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên chỉnh và phiên ngày thứ ba đó chính là phiên à uh, bắt cá. Thì uh, tí nữa thì hùng sẽ có những cái phân tích. Đây, ví dụ như đây là một cái phân tích của Hùng Lê tại thời điểm lúc đó là à, uh, 13 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 tức là buổi chiều bắt đầu khoảng một rưỡi của phiên giao dịch của ngày thứ hai thì ông Lê đã bắt đầu xuất hiện đấy ông đã đã đã, đã gọi là cái, những cái kịch bản mà giảm điểm khoảng 40 đến 50 điểm đó uh, là một cái cái kịch bản mà đã được Hùng Lê phân tích sẵn từ trước đó và một cái câu hỏi chúng ta đã gọi là đã 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 thị trường đã đã đấy chưa thì ông đang uh, phiên về kịch bản là sẽ có phiên ngày mai sẽ còn một 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 cái nhịp nhào nữa đó tức là phiên giao dịch của ngày thứ ba thị trường sẽ còn giảm và theo kịch bản thì ông lê có nhận định là sẽ có một đến hai phiên giảm cực sốc và ở nhung đã nói là chết hẳn sau một cái giai đoạn chết lâm sàng thì các anh chị cũng có thể hiểu rằng là cái tuần giao dịch trước cái tuần giao dịch mới thì gần như nhà đầu tư đã bị chết lâm sàng tức là cái trạng thái mọi người rất là buồn cùng cực rồi thì thị trường nó sẽ có những cái cú cờ nóc ao tức là đánh gục luôn đánh hẳn luôn thì hai phiên giao dịch của phiên tại ngày thứ hai và ngày thứ ba nó đã chính thức nó cho nhà đầu tư chết hẳn luôn đó và như vậy và hùng cũng uh, theo tính toán thì hùng sẽ tính toán là phiên ngày thứ ba dự báo sẽ là phiên tạo đáy của thị trường chung và kỳ vọng chúng ta sẽ uh, kết thúc một cái nhịp đạp của thị trường trong cái giai đoạn vừa qua đó thì như vậy là là các anh chị lưu ý là điểm nhấn kỹ thuật nó sẽ nằm vào phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba đó thì uh, phiên ngày thứ ba đây đó, nó vick đã có một cái điểm rút chân lên đó và nó đưa lại được cái vùng hỗ trợ 76 đến 77 ok uh, cổ phiếu vinhome nó các anh chị có thể nhìn thấy đây phiên ngày thứ hai về nhìn chung thì vinhome ở trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích rồi trong trường hợp nếu vinhome bị thủng vùng 65 thì chúng ta phải tính toán vùng 60 và anh chị nhìn thấy đây hai cây nến của vùng 60 sau đó là rút chân lên uh, nhìn về tư tưởng về mặt giao dịch thì có thể tuần tới quay trở lại khoảng vùng 63 đến khoảng vùng 65 Vinhome đi thêm trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo ở cổ phiếu Vincom thì theo thì chúng ta nói rồi đúng không ạ vùng 30 và sâu hơn là vùng 28.5 tức là nó test lại cái cây nến cũ của tâm tuần trước đã được cùng đề cập đó và phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba uh, phiên kết tuần uh, nhìn chung thì VRE trong tuần tới khả năng sẽ có cái điểm giao dịch cân bằng ở khoảng quanh vùng giá 30 ở uh, nhóm ngành hàng không gồm có cổ phiếu VDC thì VDC trong tuần vừa qua là sau khi mà nó test lại cái vùng cung ở đây tức là nó test lại vùng 134 135 nó thủng này các anh chị thì khi thủng vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi xuống vùng hỗ trợ thấp và vùng hỗ trợ thấp của VDC ở đây chúng ta xác định ở khoảng quanh vùng 125.7 thì có ba cây nến bốn cái thì chính xác là bốn cây nến nó lừng hừng ở đây thì với một cái lực cầu cũng hiện tại đang tương đối khá là thấp và với tín hiệu này thì VDC sang tuần tới chúng ta cũng có thể kỳ vọng có một cái sự phục hồi ở quanh vùng 134 đến khoảng vùng 135 Uh, cổ phiếu HVN, nhìn chung thì HVN uh, đang lỗ, uh, lỗ năm 2020, 2021 đã lỗ rồi, các anh uh, chị báo cáo kiểm toán đã bị lỗ rồi Nhìn về ngắn hạn thì chúng ta sẽ lấy vùng 20.5, các tài khoản với các anh chị đang cầm có thể bắt ở đây Và hồi phục lên ngắn hạn thì chúng ta bán đi, đảo T uh, Xu hướng kỹ thuật của năm tuần tới thì khả năng HVN sẽ còn quay trở lại Tết Cung khoảng quanh vùng 21 À, sụp đông kiên giang à, sau năm năm 2021 thì báo cáo kiểm toán là bị lỗ và quý 1 của năm 2022 thì nhìn chung là đã có một cái bước uh, gọi là uh, có lãi nói chung là có lãi uh, sau một cái thời gian uh, dịch bệnh covid đúng không ạ rất là nặng nề à, thì đối với sụp đông kiên giang trong ngắn hạn chúng ta quan tâm đến vùng hỗ trợ 18 uh, đây là phiên ao bắt cá các anh chị phiên ngày thứ ba chính là phiên ao bắt cá và số bất đông kiên giang đã quay trở lại được ở trên vùng 18 cộng nhìn chung thì sang tuần tới với cái lực cầu nó đang khá là thấp như này thì khả năng giúp bất đông kiên giang sẽ có lại những cái nhịp chỉnh cung ờ, nếu như thị trường mà khỏe thì nó có khả năng nó sẽ chỉnh ở khoảng quanh vùng 20.5 đấy là kỳ kỳ vọng như vậy ờ, cổ phiếu vtd uh, du lịch đó thì vtd uh, chúng ta cũng đã phân tích một cái nhịp uh, giảm và trong tuần vừa qua thì VTD gần như cũng đã về đến cái điểm nghẽn đầu cuối cùng đó là vùng 18, 18.5 VTD có nhịp hồi thì nhịp hồi này mắc sẽ dự khoảng 21.5 đến 22 Các tài khoản cầm chú ý chúng ta sẽ có thể canh chốt Ở Nhịp hồi này cơ bản là tốt rồi các anh chị Và cái nhịp rung lắc thì sẽ có thể đến bất kể lúc nào trong tuần giao dịch mới Và tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích thêm À, đối với Manzan trong tuần vừa qua nói chung là nó cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến, nhìn chung thì nó vẫn uh, tiếp tục đi ngang ở quanh những vùng hỗ trợ kỹ thuật 120 à 112.5. À, với xu hướng này thì khả năng tuần tới massage sẽ còn quay lại 112.5. ở à, chúng ta phân tích uh, một số các cái mã cổ phiếu trụ và mang uh, gọi là dòng máu của bảo uh, bảo hiểm đúng không ạ? Thì đối với Bảo Việt trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó đánh tương đối là sốc Nó đánh lo sọc khá là khó chịu à, Tuy nhiên thì chúng ta có một cái vùng cân bằng Đó các anh chị à, đó là một vùng cân bằng của cổ phiếu này Đó là vùng 58.5, vùng 59.5 Phiên kết tuần thì nó long lên tương đối là đẹp Và lực cầu đang bắt thế này là ổn ổn rồi Thì tuần tới khả năng kỳ vọng là nó sẽ ở khoảng quanh vùng 61 Đó ok ổn được quanh vùng này là ok à, Hoặc là điểm chỉnh cung sâu hơn của em này thì có thể tính toán ở khoảng quanh vùng vùng 60 cũng được, nói chung là khoảng quanh quanh đó. Rồi, tiếp theo là mã cổ phiếu BMI là một mã mà cũng đang phân tích khuyến nghị và đầu tư cho anh chị. Thì trong tuần vừa qua BMI có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 34 đến khoảng vùng 35 và hiện tại thì BMI cũng đang có một cái lực phục hồi chung với cả thị trường. À, ngắn hạn thì BMI có thể hồi phục lên à, trên các độ kỹ thuật thì có thể hồi phục à, quanh vùng 39, khỏe hơn thì sẽ ở vùng 40. Ở vùng này thì các anh chị mà bắt được vùng thấp thì chúng ta có thể à, canh chúng ta chốt bớt. Ở à, PV về kết quả kinh doanh của em này thì tương đối là ổn định, cơ cấu cổ đông cô đặc, chính vậy nên là các anh chị có thể à, gom. À, đặc biệt là cổ tức rất là ngon nên là có thể xác định gom cổ phiếu này khoảng trong trong vòng 6 tháng và chúng ta sẽ đánh cho khoảng tầm 5 năm đó và cũng đã đặt những cái mục tiêu ví dụ như là mua ở vùng 47 này xong vùng 49 này đây là các cái vùng mục tiêu sau đó vùng 50 đây là những cái vùng mục tiêu mà bắt đầu tham gia và quyết định là gom cái cổ phiếu này và gom trong một quãng thời gian dài các anh chị có thể uh, cân nhắc thêm ở đấy là tùy cái phương pháp đầu tư uh, trong ngắn hạn thì PV có thể chạm vùng 56 đến khoảng vùng 57 mà 58 ở đây thì khả năng về đến vùng này thì lại bị đạp một nhịp nữa rồi có đi đâu thì chúng ta lại đi phân tích tiếp đó cổ phiếu mới g mới g cũng khá là hay mới g là cũng là nằm trong nhóm ngành bảo hiểm và hiện tại thì mới g cũng đang hút được một cái dòng tiền tương đối tốt ở vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 25.5 tức là dòng tiền bắt đầu bắt lại thậm chí là chúng ta có thể cho phép ở khoảng vùng 24 24.5 đó là những cái vùng giá mục tiêu đây các anh chị à, và hùng đã đã sổ sổ đây này đấy chính là những cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta sẽ bắt mig trong cái trận đánh này Uh, lực đánh cuối tuần khá là tốt, hình như là tăng kịch trần hay sao uh, và chúng ta sẽ có thể uh, phiên uh, các cái phiên giao dịch tiếp theo thì có thể mới giờ sẽ có những cái nhịp ở nhà cung. Chứ là nó có thể test lại ở đây nếu mà uh, test sâu sâu thì đâu đó ở khoảng vùng 26.5 trước khi mà nó kéo lên vùng 28.5 ở đây, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Rồi, uh, phân tích các mã cổ phiếu trụ thuộc uh, nhóm ngành bán lẻ, chúng ta phân tích mã cổ phiếu PNI, ờ uh, Uh, PNG thì nó cũng đã xuất hiện một cái nhịp đạp và cái target của PNG trong cái nhịp mà tăng đây là hùng có kỳ vọng ở vùng 125 nhưng mà nó lên được khoảng đâu đó vùng 124 thì nó chỉnh và nó chỉnh theo cả thị trường luôn. Thì đối với PNG trong tuần vừa qua nó xuất hiện một cái nến ở đây này, nó tức là sau khi nó chỉnh cung á, thì nó sẽ test về vùng 110 và nó gãy vùng 110 ở đây. Thì nó sẽ đi về đâu? Gãy vùng 110 thì chúng nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn, tức là vùng hỗ trợ 100 đến khoảng tầm 101 và cây nến tắt ao trong phiên giao dịch ngày thứ ba nó về đến vùng 101 chấm uh, 101 xong rồi rút chân lên ở ờ, Tuy nhiên điểm rút chân này thì nó cũng chưa thực sự là khỏe bởi vì nó chạm lại cái vùng kháng cự đây nó nó chạm lại cái vùng kháng cự đây nó vùng 110 đến khoảng vùng 112 112 chính xác rồi đó thì khả năng về đến vùng này thì nó lại có một cái nhịp đạp và những nhịp đạp này thì nó, nó sẽ trả ở khoảng quanh vùng 108 Ok MVDG à, chúng ta có nói đến một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 145 Mặc dù là phiên tắt ao thì nó quay về 140 tức là về cái vùng hỗ trợ khá là sâu Và sau đó thì nó rút sang lên Đó đây là kháng cự thì bên này nó trở thành một cái vùng hỗ trợ anh chị Đó thì về đến đây và MVDG đã có một tuần giao dịch tương đối ổn định ở quanh vùng 145 phiên kết tuần thì khá là đẹp lực cầu quay trở lại rồi thì với cái tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là mới với sẽ bắt đầu một cái nhịp hình thành mới ở đây một cái sóng tăng uh, sóng hồi đi chúng ta gọi sóng hồi hướng về quanh vùng 155. trăm pet hiện tại gom được rồi các anh chị nhá pet ok rồi nhìn tín hiệu kỹ thuật này của pet là ok rồi và chính thức là pet cũng đã có một cái nhịp đạp tương đối là 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 là, là sâu rồi đó ở trong tuần vừa qua PET đã có một cái quá trình xây nền ở vùng 45 46.5 và nó đang cố gắng vượt lên khỏi vùng 46.5 ở đây rất là ok. Về mặt kỹ thuật ngắn hạn thì PET sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật lại về quanh quanh vùng 46.5 đến khoảng vùng 47 khả năng là sẽ như vậy. Trước khi mà nó sẽ xuất hiện một nhịp long ở đây và đường MACD đang có tín hiệu thu hồi như thế này là tín hiệu cổ phiếu đang tốt lên các anh chị lưu ý. DGVK thì có hàng thì chúng ta canh Canh bán anh chị à, Bởi vì cái nhịp hồi này cũng đã khá là ok rồi à, Trong tuần vừa qua thì nó đã chạm về vùng 123 Sau đó thì nó đây đang có một cái nhịp long và nhịp long này thì khả năng sẽ à, Đi về khoảng quanh vùng 149-150 tức là đây là vai này Đầu vai tức là ở đây là một cái vùng kháng cự cũng tương đối mạnh Đó thì à, chúng ta tạm thời lướt lát ở trong một cái vùng ngắn như vậy để chúng ta vừa đánh chúng ta vừa đảo hàng để chúng ta giảm giá vốn <laughs> à rồi nhóm ngành thép thì chúng ta sẽ điểm qua các cái mã cổ phiếu đầu ngành đầu tiên là cổ phiếu Hòa Phát thì đối với Hòa Phát trong tuần vừa qua thì Hòa Phát cũng đã chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật 40 ở đây và sau đó thì nó đã giao dịch khá là tốt ở trên vùng 40.7 và nó đã xuất hiện một cái lực hồi đây các anh chị và lực hồi này thì nó chạm về đâu tức là nó đi về khoảng quanh vùng 43.5 đến 44 này tức là cái vùng này là vùng kháng cự rất là mạnh thì có thể về đến đây là nó sẽ bắt đầu chỉnh cung thì cái điểm chỉnh cung này thì hùng sẽ cần thêm dữ liệu để đánh giá tức là nếu như nó chỉnh về khoảng quanh vùng 42 thì rất là khỏe đó cổ phiếu mà chỉnh cung tích lũy được nền ở trên 42 cộng thì rất là khỏe nhưng mà trong trường hợp nếu như nó không không tích lũy được ở trên 42 cộng và nó chỉnh xuống thì chúng ta lại phải cần thêm cái dữ liệu để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng mà 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 mà, mà, mà tích lũy nền của Hòa Phát ở quanh vùng 40 thì ngắn hạn là chú ý vùng kháng cự 44 đến 45 44 đến 44.5 ở đây. Đó, sau đó thì phân tích nhịp chỉnh ở đây anh chị nhá. cổ phiếu Hoa Sen, Hoa Sen cũng đã có một cái nhịp hồi thì đối với Hoa Sen thì cũng đã có nói với các anh chị rồi. Tức là hiện tại là chúng ta đang phân tích một cái sóng xuống của Hoa Sen đó các anh chị, từ vùng 42 và sau đó thì chúng ta lần lượt qua các cái tuần phân tích đúng các anh chị. Và chúng ta có thể xem lại trên dòng thời gian các bản tin tuần. Thì ở trong tuần cũ thì Hoa Sen đóng cửa vùng 30 và cái việc mà cổ phiếu này bị phá vỡ vùng 30 thì nó sẽ đi về đâu? Đó thì nó sẽ hạ xuống, hạ độ cao xuống và uh, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần mình có nói đến ở khoảng quanh vùng 25, 20, 26.5 đến khoảng vùng 20, uh, 27.3, 27.3. Đó và sâu hơn thì cổ phiếu này có thể chỉnh về vùng 26 hoặc thậm chí là vùng 25 nhưng trong tuần vừa qua thì cái phiên tắt out chính là cái phiên gọi là phiên đậm đà nhất đi, phiên sâu nhất đi. Thì nó chỉ về đến đây như vậy là chúng ta đã dò lại được một cái vùng hỗ trợ ở khoảng 26.5. Thì tinh thần là thị trường sẽ còn một nhịp ao nữa các anh chị Nó sẽ đạp cho một nhịp nữa Chưa chưa ấy đâu Chính vậy nên là tất cả các mã cổ phiếu sau nhịp hồi thứ nhất Thì nó sẽ quay trở lại test Nó sẽ test 1 phần 2 hoặc test hết đáy luôn Thì test hết đáy có nghĩa là nó sẽ đi về lại như Ví dụ như cổ phiếu Hoa xem Thì nó sẽ đi về lại quanh vùng 20 Đó còn nếu như nó test khỏe Thì sẽ ở quanh vùng 28 Và, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng bật Long của cổ phiếu này ở vùng này, ở vùng 28. Nam Kim uh, chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 37 và trong bản tin phân tích tuần thùng đã có nói rồi trong trường hợp nếu có một cây nến đỏ đặc mà thẳng hỏi ở uh, vùng 37 thì nó sẽ đi về đâu đó thì chúng ta sẽ phải tính toán ở khoảng vùng 31 đó vùng 31 đến khoảng vùng 32 Ok uh, phiên tắc ao bắt cá thì nó về ở vùng 33 như vậy là cũng khá là 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 là, là sát ở với cái dự báo ở đây rồi và nó có ba cây hồi ba cây nến hồi này thì hiện tại lồng đánh giá là Nam Kim khá là ok À, trong tuần tới nếu như nam kim trả cung lại ở quanh vùng 35 không thủng và nó có thêm những cái phiên giao dịch mà à, cái lực cầu bắt đáy của nam kim nó đạt được đâu đó khoảng tầm trên 8 triệu à, trên 7 triệu cổ phiếu trên một phiên thì à, chúng ta tiếp tục co mạnh cổ phiếu Nam Kim bởi vì đây là một cái nhịp sóng hồi và khi Nam Kim nó đánh thì nó đánh rất là dốc các anh chị có thể nhìn thấy đây đây là cũng một cái sóng hình chữ V đó xuống dốc và lên cũng rất là dốc chính vì chúng ta phải tận dụng ngay lập tức những cái cơ hội như vậy À, đối với TVN đó sau khi mà bị thủng vùng 13 thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đâu đó là vùng 11 đến khoảng vùng 11.4 các anh chị thì trong tuần các anh chị nhìn thấy hai cái nến này hai cái nến là về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và nó rút chất lên à, với tín hiệu này thì uh, các tài khoản mà các anh chị đang cầm chúng ta có thể canh ở khoảng vùng 12 12 3 à, chúng ta gom thêm nhịp này thì khả năng sẽ đánh được lên khoảng vùng 13 khỏe hơn thì khoảng vùng 3 năm sẽ chỉnh kỹ thuật ở cổ phiếu TLH nhìn chung thì chúng ta cũng đã đưa ra được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của TLH đây 13.4 đến vùng 14 và các anh chị nhìn thấy xem trong tuần vừa qua thì nó cũng đã đi ở quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và nó đang long lên thì nhìn cái long này nó sẽ chạm đâu đó khoảng vùng 16 khỏe hơn một tí thì khoảng vùng 16.5 tức là lên cái vùng này thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật và chúng ta sẽ đánh giá cái nhịp chỉnh đó để chúng ta đánh giá tiếp cái xu hướng đi bởi vì cổ phiếu muốn đi được tiếp thì nó cần phải thỏa mãn một số các cái yếu tố về mặt Kỹ thuật ví dụ như là sau khi chạm 16.3 thì nó chỉnh cung nó phải không thủng 15 thì chúng ta mới nâng target lên vùng 18. Chứ còn nếu mà về đây thủng 15 rồi thì còn cái gì nữa mà nâng đúng không anh chị? Đó. Kỹ thuật nó là như vậy, còn cơ bản thì chúng ta sẽ nói nói sâu hơn. À, về mặt uh, phân tích uh, cơ bản thì nó là phân tích định giá và chúng ta sẽ không quan tâm đến những yếu tố uh, ngắn hạn mà chúng ta quan tâm đến yếu tố kết quả kinh doanh và dự phóng một cái kết quả kinh doanh ở trong tương lai để từ đó chúng ta đưa ra một cái giá cổ phiếu phù hợp đó thì mỗi một cái phương pháp nó có một cái uh, cái tính toán khác nhau rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ uh, tiến sang ngành dầu khí thì hiện tại như là VKTI trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó đi ngang uh, tuy nhiên là bây giờ cũng cái căng thẳng địa chính trị hiện tại vẫn đang khá là rát rao nên là cái câu chuyện là giá dầu thì cũng chưa có hồi kết và hiện tại tín hiệu của nhóm ngành dầu khí thì cũng đang thấy rằng rất ok à, chính vậy nên tuần tới các anh chị ưu tiên à, khi nhóm ngành này test cung thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta giải ngân nếu như chúng ta đang cầm à, cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí à, đối với gas thì chủ đạo là đánh chỉ số thôi các anh chị chính vậy mã cổ phiếu này cũng view thôi chứ không có khuyến nghị đầu tư à, nhìn chung thì ở quanh 103, đến là vùng hỗ trợ kỹ thuật và tuần tới thì có thể tính toán vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 113 5 đến 115 ở cổ phiếu PLX ở đoạn này như vậy là sau khi PLX bị mất vùng 52 thì nó sẽ đi về đâu đó nó sẽ đi về vùng 48 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 46.5 và hiện tại thì cũng đang tìm thấy được một cái vùng cân bằng ở khoảng 46.5 đó thì ở PLX khả năng trong ngắn hạn thì nó sẽ đi vòng ở trong cái vòng này và khi nào nó có tín hiệu break vùng 48 thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta có thể giải ngân uh, mua mạnh mẽ hơn vì khi đó khi tín hiệu đó xác nhận thì khả năng nó sẽ đi về được quanh vùng 51.5 khoảng vùng 52 ở cổ phiếu PVT, ở uh, PVT cũng đã khá là đẹp rồi. Nhìn uh, tín hiệu kỹ thuật như này sau cái phiên tắt tắt nào thì uh, nó đã có xây được nền 19 khoảng 19.3 và phiên cái tuần thì nó đang uh, có xu hướng thoát nền, uh, thoát được vùng 20 như vậy là khá khá là ổn. Tuần tới thì có thể nó sẽ có thể có chỉnh cung là quanh vùng 19 8 19 uh, 19 8 đến vùng 20 và đây là cái vùng mà các anh chị có thể uh, tham khảo để chúng ta bắt dần ở mã cổ phiếu PVT. Ở cổ phiếu PVS cũng rất là ok rồi nhìn cái cách đánh như này là PVS sẽ 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 bật rồi các anh chị sau khi mà PVS trong cái kịch bản của phân tích tuần chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở quanh vùng 22.5 đó và trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 2 5 thì chúng ta sẽ nói đến đâu đó là khoảng quanh vùng 2, 19 5 vùng 20 và như vậy thì trong tuần cái phiên tắt ao nó về đúng cái kỹ thuật 19.5 đến vùng 20 luôn đó và sau đó rút chân lên và sau điểm rút chân lên này thì nó đã giao dịch rất tích cực ở trên vùng 22.5 cộng và cụ thể đó là biên 22 23. 23.2 và 23.8 ở đây. Thì vùng này sẽ là vùng mà các anh chị canh gom thêm cổ phiếu PVS Ok. À PVD bị lỗ à? Hình như có bị lỗ quý 1 này hay hình như như vậy. Các anh chị có thể à quý 4 khả năng hình như vậy. Rồi chúng ta xem lại về kết quả kinh doanh. Còn uh, trên các tín hiệu kỹ thuật thì hiện tại PVD nó cũng đang hồi ờ, trong tuần vừa qua thì PVD cũng đã chạm vùng sâu nhất trong uh, cái nhịp chỉnh mà chúng ta phân tích đó là vùng 17 đến vùng 18 rút chân lên và điểm rút chân này tích cực khi mà nó vẫn tiếp tục giữ được ở vùng 19 ở trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới nó có thể test lại ở quanh vùng 19 đến khoảng vùng 193 19 năm ở đây đấy là những cái vùng kỹ thuật mà các anh chị có thể canh gom ở uh, mã cổ phiếu PVD và chúng ta bắt đầu đánh giá một nhịp hồi của PVD cổ phiếu oi uh, oi cũng uh, ok Oi thì trong tuần vừa qua chúng ta nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật 11.5 đến vùng 12 và như vậy là có hai phiên oi đi vào suy soát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và hiện tại nó đang có tín hiệu break lại nền, à, tức là nó thoát vùng 13. Đó là một tín hiệu khá là tốt. Tuy nhiên lực cầu hiện tại thì nó đang hơi yếu một tí. À, điều này cũng dễ hiểu bởi vì khi cổ phiếu xây nền tạo đáy đi lên thì nó sẽ phải cần thời gian để nó bơm cầu và với cái cách hồi phục của oi như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng oi sẽ lên khoảng vùng 15 ở ừ, POVK POVK như vậy là POVK cũng đã có một phiên tắt nào và nó chạm về đến cái vùng hỗ trợ sâu nhất đó là vùng 12 tất nhiên là cái vùng dưới 12 thì chúng ta sẽ không nói được nhưng ở trên cái góc độ phân tích thì chúng ta sẽ đánh giá vùng 12 và nó rút chân luôn trong phiên đó, đó là một cái nền rút chân rất là đẹp đó, rút chân rất đẹp và sau cái nền rút chân rất là đẹp đó thì nó giao dịch ổn định ở trên vùng 12.5 đối với POVK các anh chị cầm thì có thể quanh vùng 12.8 12.7 đến khoảng vùng 12.9 Đấy là những cái vùng mà các anh chị có thể nhặt và thậm chí là chúng ta chờ thêm ở vùng 12 năm. Ờ, cổ phiếu BSR trong tuần thì BSR cũng đã chính thức uh, chạm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh 19 năm vùng 20. Đây các anh chị, đây là phiên ta tana bắt cá và khi cổ phiếu bắt đầu rút chân lên thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta đang cầm BSR thì chúng ta gom thôi. Và sau cái tín hiệu đó thì BSR có ba cây, ba cây ở trên vùng 21 như vậy là tạm ổn. Ở với xu hướng hiện tại thì biết là tuần tới nó có thể có những cái điểm test lại ở quanh vùng 21 ở đây ở cái lực cầu của em này thì sau khi mà test cung xây nền đó, thì nó cần phải đạt được một cái cái lực cầu đâu đó nó cũng phải xem xem khoảng tầm độ 13 triệu 13 123 ba đó thì nó cũng phải tầm tầm đạt được cái lực cầu này thì chúng ta giải ngân mạnh mẽ hơn đó khi mà lực cầu này ăn rồi thì chúng ta sẵn sàng bắt thôi và đến thời điểm này thì chúng ta cũng bắt đầu tính toán một cái sóng hồi chữ V của em uh, của của BSR như vậy thì tuần giao dịch mới và các tuần tiếp theo thì theo quan điểm của tôi cùng là các anh chị hướng dòng tiền sang nhóm P là hợp lý OK rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi điểm uh, qua uh, nhóm banh các anh chị nhóm banh uh, nhìn chung thì banh hiện tại nó cũng chưa hút được cái dòng tiền thực sự tốt và với một cái dòng tiền nó đánh hơi lẻ tẻ như này thì nhóm banh cũng chưa thể có một cái lực hồi phục uh, ờ, tốt nhất đó nhóm anh phải ví dụ khi việc có manh nó phải đánh liên tục khoảng tầm độ 2 3 triệu 2 triệu đúng không khoảng tầm độ đấy còn liên tục khoảng tầm 2 triệu trên một phiên 2, 1, 2, 3, 2, 3. đó thì khi đó thì 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 là là, là việc có manh mới bật được đó ví dụ như vậy thì đối với Việt công banh chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ cơ tuyệt 78 và trong tuần thì về có banh đã có một cây nến hai cây nến test chiết về vùng 78 và rút chân lên À, nhìn chung thì tuần tới khả năng thì vietcombank sẽ có những cái điểm à, test lại cung ở à, trên góc độ kỹ thuật ở quanh khoảng vùng 80 và trên cái vùng 80 này à, tích lũy ổn định lực cầu vào thì hướng à, cái target tiếp theo lên vùng 85 bởi vì khi vietcombank mà đánh mạnh á, thì khi đó nó mới lít được dòng banh chứ còn vietcombank mà đang đánh như thế này thì nó chưa ăn thua Uh, MB uh, trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái phiên long short khá là khó chịu đúng không anh chị uh, Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nói được uh, chúng ta vẫn nhìn được ở cái vùng 27.5 Đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Đó đây uh, Nhìn như vậy thôi đó vùng 27.5 đây các anh chị đó vùng hỗ trợ rất là mạnh uh, Phiên ao bắt cá thì nó xuyên qua 27.5 nhưng sau đó thì nó rút chân lên mạnh mẽ lên vùng 29 Như vậy là nếu như chúng ta Đưa ra được một cái vùng hỗ trợ như này và chúng ta mua Thì ít nhất là cái độ rủi ro Nó sẽ thấp đi rất nhiều đúng không anh chị À, ít nhất là bây giờ ví dụ như chúng ta có đạt ở vùng 20, 28 đi đúng không ạ vùng 28 thì cuối tuần chúng ta vẫn chưa bị lỗ cơ mà vùng 298 như vậy thậm chí còn lãi đó vậy thì cái vùng mục đích của chúng ta tìm được cái vùng cân bằng hoặc những cái vùng dự chỉnh của cổ phiếu để làm gì để chúng ta mua đó và tìm được những cái vùng kháng cự để chúng ta làm gì để chúng ta bán Ok à, thì đối với uh, mbb trong ngắn hạn thì khả năng MBB sẽ có thêm những cái điểm test ở khoảng quanh 29 293 đây này rồi sau đó thì nó sẽ có một cái lực hồi phục khả năng banh cũng sẽ hồi phục ở nhịp này Tức là nó sẽ kéo thị trường lên BIDV nhìn về xu hướng Trong tuần thì BIDV cũng đã chỉnh về cái điểm hỗ trợ sâu nhất của nó Đó là vùng 34.5 Trên thực tế, à chưa, chưa đến 34.5 Nhưng chúng ta có dò tìm một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là 34.5 đến vùng 35 Đây các anh chị, cây nến này suy soát, suy soát đến và sau đó rút chân lên Lực rút chân lên thì nó lại gặp ngay lại cái lực cản ở đây Đó là vùng 37.5 Tức là trước đây nó là hỗ trợ thì đây bây giờ nó trở thành cái cản nên là các anh chị nhìn thấy ba cây nến nó không xuyên được. Và chính vì cái sự không chia được nên là chúng ta cũng phải dự phòng thêm một cái bản tuần tới có khả năng nó sẽ test uh, test tích lũy lại ở quanh vùng 36 trước khi mà nó có cái sự hồi phục uh, tiếp theo. Uh, cổ phiếu Công Thương CTG, Công Thương, Công Thương nhìn thế này cũng chưa ổn lắm. Thì đối với Công Thương sau khi mà nó mất vùng 29 thì nó sẽ đi về đâu? Uh, nó sẽ đi về vùng 27, mất vùng 27 thì nó sẽ đi về vùng 25 cây nến rút chân lên tuy nhiên cái điểm rút chân này thì nó cũng chưa nó nó chưa đáp ứng được ở góc độ lực cầu đó, lực cầu công thương mà đánh như này thì khó lắm không không chơi được tức là nó vẫn vẫn chưa chưa thoát khỏi được một cái gì các anh chị một cái bóng gọi là cái bóng đao chen đó tức là có thể là cái lực đi của nó nó đi từ trên này nó sẽ đi xuống vùng 25 nhưng mà không phải một nhát nó đi rào rào như vậy nó sẽ có những cái lực hồi rồi nó đạp rồi có những cái lực hồi nó đạp đây có thể có những cái lực hồi ở đây vậy cái lực hồi này nó có thể quay lại test lại ở đây đó là vùng 27 vùng 27 này mà không giữ được thì nó sẽ test lại mút nến này và thậm chí nó sẽ quay về vùng 25 công thương thì nhìn về dáng dấp lực cầu như thế này thì cũng đang thiên về kịch bản là 25 ở dưới này rồi tích lũy nền ổn định ở nền này rồi sau đó mới có mặt sóng lên đó thì chúng ta chờ thêm thôi ờ, Ok em Techcombank ờ, Techcombank thì trong tuần vừa qua Techcombank cũng đã về đến vùng sâu nhất đó là vùng 39 đến vùng 40 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật À, thì đối với Tech các anh chị có thể nhìn thấy những cái sọc đỏ đấy các anh chị, đó là gì? Đó là chúng ta hiểu rằng khi cổ phiếu về đến 45, thủng 45 thì nó sẽ đi về 42, 42 thủng thì nó sẽ đi về vùng 39, vùng 39 thủng thì nó đi về đâu? Thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp, nhưng mà vấn đề là bây giờ nó chưa thủng vùng 39 và nó đã có một lực hồi. À, lực hồi này tương đối là tốt và tuần tới thì nó có thể có một cái điểm test kỹ thuật theo quan điểm của Hùng như vậy, nó sẽ test lại ở đây này. Tech uh, muốn chạy tiếp thì nó sẽ test lại không thủng ở quanh vùng 43 thì nó sẽ hướng lên vùng 45 và đây được vùng 45 và test lại vùng 45 không thủng thì sẽ hướng lên 48 đó cái cách đi của cổ phiếu nó sẽ là như vậy và uh, qua tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ đánh giá thêm uh, đối với HDbank trong tuần vừa qua nó cũng đã bị rơi khỏi vùng 25 và khi rơi khỏi vùng 25 thì nó nó cũng đã có một cây nến này uh, test khá là sâu đối với em này thì bây giờ chúng ta sẽ chưa thể đánh giá được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào là vùng trong nhất ở trong ngắn hạn thì đối với HDBank nó có thể quay lại vùng 25, thậm chí là nó sẽ quay lại test uh, cung lần 2. Ờ uh, test cung lần 2 thì nó sẽ test lại ở đây là vùng 30 uh, 30 đi nhỉ. 24, 24, đó. 25 hoặc 24, nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây và qua cái hai cái điểm chỉ cung đó thì sẽ đánh giá thêm. STB hiện tại lực cầu thì nó đang hơi uh, STB Uh, lực cầu nó đang hơi kém 11 triệu thì nó đang chưa chưa ổn các anh chị STB muốn đánh nó phải tầm độ 30-40 triệu cổ phiếu trên một phiên cơ. ở uh, tuy nhiên ở góc độ hiện tại thì chúng ta nhìn nhận ở cái gì đó là sau khi mà cổ phiếu này bị thủng vùng 27 thì nó đã có uh, một cây nến rút chân lên rất đẹp từ vùng 25 5 vùng 26 đây là vùng hỗ trợ của STB đó, ngắn hạn thì nó đây là một cái điểm hỗ trợ uh, và cả tuần thì nó gần như là nó đã giữ lại được trên vùng 27 như vậy là tích cực rồi và nó có hai cái nến test lại 1 phần 2 nến xanh ở trước đó cũng được gọi là tích cực Nói chung nhìn trên góc độ này thì STB tuần tới nếu mà chỉnh mắc sâu thì khoảng quanh vùng 27 và trước Và sau đó thì nó sẽ có một cái lực hồi phục đi lên à, về khoảng quanh vùng 29 và bên đây thì đánh giá thêm à, Liên Việt Bút Banh Liên Việt Bút Banh nhìn uh, dáng dấp này thì nó cũng chưa ổn lắm lực cầu nó phải tầm độ 15-20 triệu cơ Chứ lực cầu mà nó chỉ có khoảng tầm 5-7 triệu như này thì chưa chưa ổn lắm Uh, và chúng ta cũng đã trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có nói đến vùng 15 15.4 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị nhá. Thì nó đã có long lên và nhịp long này thì cũng tạm thời ở kết tuần như thế này được đánh giá tích cực khi mà cả tuần nó đang giữ được trên 15.8. Uh, khả năng trong ngắn hạn uh, với một cái tín hiệu thị trường tuần tới có thể nó có những cái điểm tích cực hơn thì uh, chúng ta có thể kỳ vọng liên việt của banh ở khoảng quanh vùng 18 cổ phiếu bbb một cái pen của ngân hàng nói chung là các cái mã top sau đúng không anh chị thì đối với bbb cũng đã trượt khá là dài nói chung trượt như này là dài đấy trượt này là khá là dài rồi và sau một cái giai đoạn trượt dài thì bao giờ nó cũng như vậy các anh chị nhìn thấy đây sau một cái giai đoạn trượt dài thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái sóng tăng dài đó cái đoạn mà chúng ta cần mạnh mẽ là chúng ta buông vũ khí hết rồi thì chúng ta sầu não hết rồi đó những cái đoạn này thì chúng ta lại cần phải mạnh mẽ lên tiền ở đâu bơm vào thì lại không bơm nó vậy thì đoạn này như nào tiền ở đâu 15 bơm vào đấy nó trượt dài như thế này rồi thì thì sao thì thì nó sẽ dập dìu và nó sẽ có cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho ông nên nhận diện một cái khả năng kỹ thuật ở đây ví dụ nói ví dụ ông nói ví dụ <laughs> nó đi như vậy và sau đó nó có một cái điểm xanh một cây nến xanh break vùng 17 với một lực cầu ăn khoảng tầm trên 5 triệu sau đó nó có thêm khoảng hai ba phiên nữa nó đánh khoảng đều đều khoảng 5 triệu thì đấy là cái thời điểm mà thôi bán sống bán chết để mà chơi nó thôi Chứ còn chơi thằng nào nữa đó Đóng ngành chứng khoán hiện tại Hùng cũng chưa nhìn thấy những cái động lực tốt đâu Vòng sẽ view qua để các anh chị nắm được ở cổ phiếu VCI nhìn chung thì ở đây nó đang có những cái điểm mà lo lại ở quanh vùng 42, tuy nhiên điểm 42 này chúng ta cần phải đánh giá thêm một cái yếu tố kỹ thuật ở trong tuần giao dịch mới. Và ngắn hạn thì đối với các tài khoản mà chúng ta cầm VCI thì chúng ta cũng có thể lưu tâm thêm những cái điểm chỉnh công kỹ thuật mà tạm gọi là không thủng ở khoảng quanh vùng 39.3 thì tạm ổn. Ở cổ phiếu HCN thì trong tuần mới các anh chị cũng có thể lưu tâm lại ở quanh vùng 25.5, nhìn chung thì nó sẽ có một cái điểm test kỹ thuật ngắn ngắn nhỏ nhỏ đây nó nó phụ thuộc vào cái cái trạng thái của thị trường là nó sẽ đạp luôn khi mà thị trường uh, quay trở lại giao dịch hoặc là nó sẽ uh, dập dìu thêm một vài phiên thì chúng ta đánh giá thêm nhưng ngắn hạn thì HCM nó cũng ở đây cái đánh giá một cái lực phục hồi thì cái lực cầu nó phải đánh mạnh mạnh hơn thì các anh chị lực đánh như này thì nó cũng chỉ mang cái tính chất là tích lũy tạo nền ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cổ phiếu SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Sau một cái nhịp mà long lên thì SSI hiện tại đang có vùng 33.5 và cũng có thể phải lưu tâm thêm. Đó là trong trường hợp xấu thì nó có thể quay lại test lại ở khoảng vùng 31.2 luôn. 31.2 này, 31.2 đó. Thôi để quay lại test ở đây nữa. VND VND thì ở đây các anh chị có thể thăm dò quanh vùng 30 30.5 và phòng thêm ở điểm 28 ở ờ, cổ phiếu FTS à FTS như thế này được rồi này FTS thì các anh chị có thể gom này bởi thằng FTS nó đánh rất nhanh đây các anh chị có thể nhìn thấy đây đó và à, sau khi nó chạm một cái 45 46 thì cái lực long này là ổn và với FTS thì nó đánh rất là nhanh nó đánh khoảng tầm độ 12 tuần gì đó và với em này thì có thể kỳ vọng quay trở lại khoảng quanh vùng 57.5 đến khoảng vùng 58 Anh chị lưu ý như vậy à, Rồi bây giờ thì mình sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành Thủy sản à, Nhóm ngành bất động sản Xây lắp hạ tầng, các anh chị quan tâm đến mã cổ phiếu nào thì uh, Sẽ comment cho Hùng Lê, Hùng Lê sẽ trả lời Hiện tại thì Hùng đang chém cá, thực hiện chém cá Các cái mã cổ phiếu ví dụ VCG LDG C2 NBB, IDG và SCR Đấy là một số các mã cổ phiếu đã đạt các, các cái tín hiệu kỹ thuật để có thể chém cá được rồi và đã bắt rồi Ở <laughs> à, chúng ta phân tích uh, nhóm ngành thủy sản thì nhóm ngành thủy sản trong tuần vừa qua uh, nó đã thực sự hồi rất là nhanh và nó hồi khá là tốt đó uh, thì đối với CMX trong tuần vừa qua CMX chúng ta có dự phóng hai cái vùng chỉnh chỉnh cung kỹ thuật đúng không anh chị vùng 19 và sau hơn là vùng thì cây nến tắt ao bắt cá là cổ phiếu này suy soát đến vùng 19 18 ở đây 17.5 vùng 18 đấy rất đẹp và uh, lực hồi uh, lực hồi rất là mạnh thì các anh chị nhìn thấy cái tính tạo lập của xe là khi nó đánh nó đánh rất là vất nó nó đánh rất là vấp luôn đây ví dụ đây uh, đây là một cái hộ nhịp hồi chữ V nó ăn khoảng tầm 3 cây uh, liên tục thì nó như vậy ở đây nó cũng như vậy thôi cái cách đánh nó không có gì là 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 lấy cả bởi vì nó cùng một cái, cái 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 tính chất của cổ phiếu thì bao giờ nó cũng sẽ mang tức là À, mỗi một cái cổ phiếu nó mang nó mang một cái cái tính cách khác nhau nó giống như con người các anh chị đó nó giống như con người tại vì sao bởi vì mỗi một cổ phiếu thì sẽ có một cái lượng nhà đầu tư nào đó thường xuyên đầu tư và cái lượng nhà đầu tư đó thì họ sẽ có một cái phong cách nào đó nó đại diện cho cổ phiếu thì con người mà họ đầu tư cổ phiếu này như thế nào thì nó sẽ toát lên cái ý tưởng của cổ phiếu nó sẽ là như vậy ở à, xem sẽ đánh rất là sốc chính vậy nên là những cái tài khoản đua xanh À, là thôi lên đường ngay, Đó, lên đường nhịp này lên đường ví dụ như vậy nó sẽ ép cho ao bằng hết thì thôi nó câu chuyện như vậy nên các anh chị lưu ý à, cổ phiếu ANV là cổ phiếu thứ hai thì ANV cũng như vậy nó anh rất là sốc đây các anh chị nó anh rất sốc lên đây thì ANV trong tuần vừa qua thì cũng có dự phóng ở vùng ba chín ba đến khoảng vùng bốn Uh, nó có rơi rơi qua cái vùng hỗ trợ này cũng một tí nhưng mà đến cái phiên hôm ngày hôm sau tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư thì nó đã xác nhận lấy trở lại được cái vùng 39.5 đến vùng 40 đó là một cái tín hiệu rất tốt và ngắn hạn thì AMNV cũng đã có ba cây tăng cực mạnh luôn uh, với lực phục hồi như này thì chúng ta sẽ có target ở vùng 48 mạnh hơn sẽ ở vùng 50 và các anh chị lưu tâm uh, chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở vùng đó ở uh, cổ phiếu VHC, VHC cũng đã có một cái lực phục hồi rất là tốt, rất là mạnh đây thì như vậy là VHC ở trong tuần vừa qua nó đã chỉnh ở tụt 82.5 đến vùng 85 Đó là vùng dự chỉnh kỹ thuật và các anh chị nhìn thấy là cái phiên tắt ao bắt cá là VHC về đúng đáy luôn về đúng cái vùng chúng ta dự báo luôn như vậy thì thì câu chuyện là gì à, dự báo nó có thể đúng hoặc là sai đó nhưng mà chúng ta có phân tích có dự báo thì cái câu chuyện là cái xác suất để nó đúng nó sẽ lớn hơn rất là nhiều đúng không anh chị đó thì à, với một cái lực phục hồi như này thì VHC sẽ hướng lên vùng 104 đến khoảng 105 đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh các anh chị lưu ý Đến cái tầm này thì đừng có ham vui quá Và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt vị thế của chúng ta Rồi nhóm ngành càng biển thì sẽ như thế nào Chúng ta sẽ đi phân tích những cái mã cổ phiếu rất là cơ bản Đó là mã cổ phiếu Zimadet Thì đối với GMD trong tuần vừa qua thì GMD cũng đã có một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật Và nó đã về đúng cái vùng hỗ trợ 49 đến vùng 50 Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó Đây là phiên tắt out bắt cá Và sau đó thì kết phiên thì nó đã lấy lại được cái vùng này Đó là một cái kỹ thuật rất là tích cực Uh, tuy nhiên cái lực uh, phục hồi này thì nó sẽ đi uh, đưa cổ phiếu về lại được đâu. Khả năng khả quan thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 50 mắc khoảng vùng 56.5. Chúng ta lưu tâm đến vùng này. Uh, vùng này là cái vùng mà uh, chúng ta có cổ phiếu thì chúng ta sẽ uh, canh để chúng ta chốt các anh chị nhá, gần Canh chốt. Uh, VNA trong tuần vừa qua nó cũng đã có một cái sự phục hồi rất là nhanh khi mà cổ phiếu VNA chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, đó là vùng 38.5 đến vùng 40 đấy các anh chị. Và phiên giao dịch ngày thứ ba phiên ta đã bắt cá thì nó đã hồi phục lên và uh, tại đây thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 45 ở trong tuần vừa qua nó giao dịch tương đối là tốt ngắn hạn thì có thể kỳ vọng mắc ở đây ở khoảng vùng 52 canh chốt các anh chị canh chốt cổ phiếu VOS thì vẫn còn điểm mua và vẫn còn lực mua rất là tốt ok các anh chị VOS như vậy là uh, chúng ta nhìn thấy đây đúng không ạ và chúng ta dòng sang đây khi VOS bị thủng vùng 17.3 thì VOS sẽ đi về đâu đó là nó sẽ đi về đâu đó khoảng vùng 10 uh, 14.5 ở uh, bốn 14 3 14 năm đây các anh chị đó và chúng ta nhìn thấy một cái điểm gọi là đây gọi là điểm knock ốc ao tức là điểm gọi là điểm chết toàn tập luôn tức là sau khi chết lâm sàng đoạn này chết lâm sàng và đoạn này là một cú ra chân để coi như là những còn những ai còn bám trụ thì ra nốt và sau đó thì cái gì các anh chị thì bình minh đã bắt đầu lên đó cái câu chuyện nó là như vậy nhà đầu tư của chúng ta toàn bị ấy thôi toàn bị uh, bị, bị 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 hớ thôi đó thì đối với VNA vẫn à, VOS vẫn đang còn những cái điểm mua kỹ thuật rất là đẹp à, tuần tới ngắn hạn thì khả năng nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 17, 18 và bắt đầu từ đây thì nó sẽ chỉnh cung và điểm chỉnh cung kỹ thuật nhìn chung mà nó không thủng vùng 16 thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà gom để à, các anh chị có thể chúng ta sẽ đưa cái target của VOS à, đánh vượt vùng 19,5 để đi đến những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cao hơn à, cổ phiếu VSC Ồ, VSC tuần này mạnh mẽ ghê VSC Ok các anh chị, tư vấn như như vậy là VSC trong tuần vừa qua về 44, sau đó thì VSC đã về vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 trong một cây nến rút chân trong một phiên tắt ao Vâng, những anh chị mà bán phải vùng 40.5 đến vùng 41 thì bây giờ có tiếc không anh chị? Tiếc chứ, tiếc đứt ruột chứ. Chỉ có một cái sai lầm rất là đáng tiếc đúng không anh chị? Chúng ta không nắm được thị trường, chúng ta không nắm được quy luật khi nào thì thị trường tạo đáy. Đó, đây theo tính toán thì phiên ngày thứ ba sẽ là phiên tạo đáy của thị trường và chúng ta bán đúng phiên tạo đáy của thị trường luôn các anh chị, bán đúng phiên ngày thứ ba luôn. Có đau không ạ? Đau chứ. Đó. Vậy thì để không đau như vậy thì mời các anh chị về với team của Hùng Lê. À, Hùng chém gió thôi nhưng mà chém cũng hay phết đấy. Chém toàn sai. Hay các anh em hay bảo là nói phép. Đúng không ạ? Thôi được. Không sao thì ok các anh chị, Xong đó thì nó lại có một cây nhào tiếp theo, đó cây nhào tiếp theo thì nó chỉ nhào ấy thôi và cuối phiên thì nó rút lại vùng 44 đến khoảng vùng 45, 44.5 đấy rất đẹp, à, nhìn được đánh này thì cũng khá là khó hiểu đó các anh chị, nhìn như này thì bối rối quá, bối rối, quá. bởi vì là nó lại đi về lại được cái vùng kháng cự của nó đây là vùng 48.5 đến khoảng vùng 49 đó năm tháng năm khoảng mùng một chín thì không biết là thứ hai tuần uh, thứ thứ tư ở uh, thứ tư tuần tới thì chúng ta sẽ xem thêm khoảng ở quanh vùng 48 khả năng thì nó sẽ sẽ, sẽ, rũ lại một tí nhỏ nhỏ đây này đó một tí nhỏ nhỏ đây mà nó không thủng uh, vùng uh, không thủng vùng mấy đấy ta không thủng vùng 47 á thì khả năng nó lại rút lên nhịp này có khi là hoàn thành người ta ghét đang bị uh, nhỡ nhàng ở khoảng quanh vùng 52 đây lực cầu khá là tốt rồi À, bây giờ có một nhóm ngành mà đã các bản tin tuần gần đây cũng không có phân tích nhưng đến bây giờ phân tích á à, đang thấy có vui vui ở đây rồi tức là có một cái gì đấy nó có hội tụ một cái 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 kỹ thuật ở đây rồi đó là nhóm than các anh chị tvd chúng ta sẽ bắt đầu phân tích thì đối với tvd à, có một nhịp ở đây chúng ta phân tích gọi là trọn vẹn luôn các anh chị từ vùng 13 mà lên tận vùng 22 mươi chốt tí đã luôn sau đó chúng ta phân tích nhịp sóng hồi thứ hai ở à, kết thúc nhịp sóng hồi thứ hai thì tèo quang tèo và Quang Tèo nó về đến trong phiên giao dịch, tắt ao, bắt cá nó về đến vùng 13, hỗ trợ rất đẹp ở đây rồi. Rồi, như vậy là, đấy, những cái tài khoản mà đua trên này là về đây là ra hết này, chết hết này. Rồi, và tuần tới thì các anh chị có thể canh vùng 14, 7 để vào đi, vào vị thế đi, sau đó thì có thể đặt thêm vùng 14. Và thậm chí là có thể vùng 13, tức là chúng ta sẽ chấp luôn những cái điểm gom kỹ thuật. Bây giờ đây là bắt đầu gom dần đi, 30% ở những cái bước giá này đó sau khi gom đủ hàng rồi đủ ba phần trăm rồi thì chúng ta sẽ chờ thêm đó cổ phiếu CST cũng bắt đầu bắt được rồi các anh chị nhìn chung ở đây ta có hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 14.5 và cổ phiếu này trong phiên tác đang bắt cá gần suy soát đạt được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này nó long lên và sau nhịp long này thì nó sẽ trả cung chính vậy nên là các anh chị có thể canh ở vùng 15 này 15 tức là gì? tức là chúng ta gạch gạch ở những cái vùng mà dư dự, dự đây để chúng ta vang ví dụ chỗ này chúng ta bắt 10%, chỗ này bắt 10% và thậm chí là về 14, 14, năm đây chúng ta bắt thêm. còn trên các độ kỹ thuật thì uh, xu hướng chung là nói chung là có về thì nó cũng khả năng có chỉnh cùng gọi là cùng cực lắm thì nó cũng chỉ về đến như thế này thôi và sau đó nó bắt đầu nó bật lo. Đó, vậy thì như vậy chúng ta dò tìm được một cái vùng để chúng ta vào rất là an toàn cổ phiếu TDN, TDN đó, TDN cũng ngon luôn. Đó, trong phiên ta lao bắt cá, thậm chí trong tuần trước, đó, cổ phiếu TDN thì là cực đẹp. Nó đã về 12, 12, 7 như thế này là đẹp, đẹp rất đẹp rồi các anh chị. Nó chỉ cần một cái, cái 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 lực cầu nó đánh mạnh mẽ hơn nữa thôi. Con này thì nó đánh khoảng tầm độ trên gần triệu cổ phiếu rồi như vậy là nó phi như kiểu con thiêu thân luôn. đó thậm chí là lên được khoảng tầm độ lực cầu nó lên được khoảng tầm độ tầm 800k, 700k trên một phiên là cười hớn hở rồi đó rồi à, tuần tới thì các anh chị có thể canh con và quanh 14 và điểm uh, sâu sâu hơn đây khoảng quanh vùng 13 chấm 13 5 đến 14 đây là những cái vùng ở uh, các anh chị chúng ta mua được rồi đó chúng ta canh chúng ta con nhịp này chúng ta đánh than cả năng hùng cũng sẽ 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 làm một tí than cái lúc lúc than nó đánh hay lắm chui vào than và sống các anh chị hay trêu như vậy ở à, thì đây cũng là một nhịp mà các anh chị nhá đánh từ vùng 13 mà nó view phát đến tận 20 Ok 7 trên 13 cũng tầm 50 phần trăm ngon quá thì nhịp này cũng như vậy à, sau những cái nhịp tích lũy ở trong phiên giao dịch ngày thứ ba là phiên ta bắt cá này và nó cũng đẹp đấy. phiên đấy mà à, sáng suốt một tí mà mình gom được khoảng quanh vùng 12.5 là nét luôn khi mà chúng ta gom được những cái vị thế thấp ở trong những cái phiên gọi là ao ao như vậy thì chúng ta sẽ rất là tự tin để chúng ta có thể à, gom tiếp những cái nhịp tiếp theo thì nhìn về ý đồ và thế trận như vậy là tuần tới thì chúng ta có thể canh canh ở đâu đó, canh canh ở đâu đó ở quanh khoảng vùng 13 năm đó, chúng ta vào đi và chúng ta chờ thêm ở những cái yếu tố kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 13, nếu như nó có chỉnh thì nó loanh quanh ở đây thôi, tức là ở đây là chúng ta dự báo rằng nếu mà 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 ông có chỉnh thì như vậy là cũng khoảng quanh vùng 12 năm, đấy là đấy là cái 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 không không ai dám chắc cả, tức là câu chuyện là nó có thể thủng vùng 12 5 và nhưng ít nhất ở đây nó đang cho thấy những cái tín hiệu kỹ thuật là khả năng là vùng 12.5 không thủng rồi và nó sẽ tích nền tạo đáy ở đây để nó tích bị đi lên đó chứ còn nếu mà biết là 12.5 năm không thủng như thế thì chúng ta bán hết nhà cửa đất cát đi chúng ta mua ai ngồi ở đây nói chuyện với các anh chị nó làm gì đúng không ạ rồi nhóm ngành phân đạm chúng ta có mã cổ phiếu bfc liên tục phân tích cập nhật cho anh chị thì BSC sau khi mà nó bị rơi rụng vùng 36 thì nó sẽ đi về đâu đó các anh chị có thể nhìn ở đây đây là những cái kịch bản mình đã nói sẵn ở trong bản tiết tuần rồi rụng vùng này thì khả năng cao là nó sẽ đi về vùng 30 và cái nón hứng hứng ở đây khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 31 ở đây các anh chị đấy cây nến này khả năng chạm 31 này cam đoan với các anh chị luôn 31.1 đó trên 31 tức là như vậy là chúng ta đã dự báo khá là sát nút cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó và đây nó long lên thì cái nhịp long này cái nhịp long này á cái nhịp long này thì nó sẽ đi được về đâu ok cái 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 đỏ đỏ này ta đưa sang bên này các anh chị nhé đó thì như vậy là về đến đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rồi thì nó sẽ dự dự nhám nhám nó sẽ long lại đây này nó sẽ chạm lại đây tức là cái vùng 36 sáu ba của bfc lại là lại là cái vùng gì ạ? Là, là cái vùng kháng cự ngắn hạn cho uh, tuần uh, khi tuần giao dịch mới đạm cà mau đạm cà mau ok Đàm Cà Mau thì trong tuần vừa qua nó khá cân bằng ở quanh vùng 36 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật và có phân tích. Còn trong trường hợp một thùng vùng 36 ấy thì nó có khả năng đi đến đâu? Đó là vùng bao nhiêu? 30 đến vùng 31. Tuy nhiên vùng 36 nó đã không thủng trong 3 phiên giao dịch đầu tuần. Như vậy là rất ok. À, nhìn về góc độ kỹ thuật thì nó chạm về vùng 38.5 này nó có thể có cái sự rung lắc 38.5 đến khoảng vùng 40 nhưng mà nhịp này thì cũng sơ sơ đang dự báo khoảng đạm Cà Mau sẽ đi được lên khoảng quanh vùng 42 về khoảng quanh vùng này thì khả năng nó sẽ chỉnh kỹ thuật ở đây uh, hai mã cổ phiếu nhóm ngành hóa chất gồm cổ phiếu lát phục hồi khá là tốt thì đối với lát ở vùng 14 đây các anh chị 14 và phiên tata bát cá nó cũng đã đạp thủng qua vùng 14 nhưng rút chân lên rất đẹp đó uh, à, uh, đây là một cái cây nến gọi là cây nến thần kỳ các anh chị uh, cây nến gọi là cây nến của gọi là ngôi sao hy vọng uh, cây nến của niềm tin uh, niềm tin và hy vọng đấy các anh chị nhìn thấy không khi một cái cây nến doji xuất hiện sau một cái nhịp mà cổ phiếu đạp thì nó sẽ có một cái nhịp hồi t Đây cũng như vậy các anh chị nó hồi Đây cũng là một cây nến uh, mang cái niềm tin hy vọng và nó hồi lên sau đó nó test lại lần hai thì cái mô hình test này rất là đẹp đó và chính cái điểm này lùng đã bắt đầu uh, phân tích để cho các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm mã cổ phiếu lát uh, chém cá ở trên thớt đó vậy thì đây cũng là một cái nhịp như vậy rất là ok và lát trong tuần tới trong trường hợp mà nó tích lũy ở vùng 15 2 đến vùng 15 năm mà khỏe và ổn định kiểu tầm tầm như thế này thì nó sẽ hướng lên cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 18 18.5 nhịp này của lát cổ phiếu CSV nhìn về CSV thì các anh chị có thể nhìn thấy như thế này tức là CSV thì cũng đã có cũng đang bắt đầu phân tích một cái sóng chỉnh xuống đúng không các anh chị từ cái vùng target mà chúng ta phân tích được ở đây là vùng 65 đó thì sau khi mà cổ phiếu CSB bị mất vùng 52 thì sẽ đi đến đâu sẽ đi đến vùng 45 mất vùng 45 thì nó sẽ đi đến đâu thì nó sẽ đi về dưới này vùng 38 đó ví dụ như vậy thì chúng ta cứ lần lượt chúng ta phân tích như vậy và sau một cái phiên phiên ngày thứ ba là phiên hùng như ông có nói đó là một cái phiên ở nó mang cái tính chất kỹ thuật rất là quan trọng và cổ phiếu CSB hồi thì lực hồi này tuần tới à, chạm vùng 53.5 khả năng nó sẽ có nhịp chỉnh nhưng mà mắc mắc thì nó sẽ kéo lên lại được Khoảng 56.5 Các anh chị lưu ý ở vùng 56.5 à, Lên đến vùng này thì kiểu gì cũng lắc Chắc chắn là như vậy Tức là nó còn tăng được một hai cây nữa Rồi nó nó sẽ chỉnh cung ở đây Thì lưu ý nếu mà chúng ta đang cầm Rồi nhóm ngành triệt may Chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGT à, Thì đối với VGT Nó đã thủng khá nhiều các hỗ trợ Thủng 23 thì nó sẽ đi về 20 Thủng 20 thì nó sẽ đi về vùng 17.5 thùng 17.5 sẽ đi về đâu thì hiện tại là trên bản tin tuần à có à chúng ta có nói đến vùng 4.5 thì uh, rất may là về đến vùng 17.5 thì sao nó đã rút chân đi lên uh, rút chân đi lên và uh, cây nến liền sau đó thì nó đã test kỹ thuật ở trên vùng 18 cộng khá là đẹp và với lực uh, với lực test như này thì nó đã gần như nó đã khẳng định là một cái lực long rồi một cái lực long anh chị uh, đường mã ACD đang có tín hiệu thu hồi đó các anh chị bắt đầu khi mà nó thu hồi tức là nó sẽ chuyển sang một cái lực 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 long ngắn với với đà phục hồi của VGT dòng tiền hôm nay khá là tốt đánh khoảng tầm 3 triệu rưỡi trên phiên như vậy ổn rồi thì VGT có thể nó sẽ chỉnh cung lại ở khoảng đâu đó quanh vùng tức là nó chém 1 phần 2 chỗ này 1 phần 2 cái nến này thì nó sẽ chỉnh cung đâu đó lại ở khoảng quanh vùng 20.6 và từ vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá của VGT các anh chị nhé chúng ta sẽ đánh giá thêm ở nhịp này mà long khỏe thì chúng ta sẽ hướng về vgt khoảng về vùng 23 như vậy đến đây thì chúng ta cũng tạm chốt một nhịp là ngon rồi đó chém cá ở tiến thớt à, đến thời điểm này thì một số các anh chị bảo là anh ơi em không còn dụng cụ để mà chém nữa tức là tiền muốn được chém muốn chém được cá thì thứ nhất là phải có thớt và phải uh, phải có dao đúng không anh chị đó còn cá thì đương nhiên là cổ phiếu của chúng ta rồi thế còn thớt cũng không có dao cũng không có tức là hết sạch rồi thì lấy cái gì mà chém nữa đúng không ạ như vậy là ở cái câu chuyện ở đây đó là quản lý cái tỷ lệ tiền mặt trên 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 cổ phiếu nó là một cái yếu tố then chốt để chúng ta quyết định uh, cái sự thành bại. Ví dụ khi thị trường về đến vùng kháng cự thì các anh chị có thể xem lại bản tin tuần video số bao nhiêu. Uh, chúng ta có thể uh, xem lại video tuần số 1 2, 200 210 khi khi đó thì cũng có phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày mùng 8 mùng uh, 4 đến ngày mùng 8 tháng 4 đó là công kháng cự VN30 và phái sinh ở vùng 1550 đến vùng 1560 index ở vùng 1530 thời điểm đó khuyến nghị chốt danh mục đầu tư hạn chế mua đuổi và thời điểm đó là thị trường về vùng kháng cự rất là mạnh và chúng ta cần phải đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về vùng hợp lý và xin thưa với các anh chị là trong 3 tuần vừa qua thì là <laughs> đến tầm này là các anh chị không còn sức chiến đấu nữa rồi đó và chính vì vậy cái cái đoạn mà chúng ta cần phải mạnh mẽ nhất cái đoạn chúng ta cần phải nhiều tiền nhất cái đoạn mà chúng ta cần phải À, gọi là ra chân đá mạnh mẽ nhất thì chúng ta không còn công cụ nữa chúng ta không còn cái gì trong tay nữa chúng ta khoanh tay chịu chết đúng không ạ còn nếu như chúng ta thì khoanh tay như vậy thì sẽ rất lâu rất lâu chúng ta mới về được bờ câu chuyện nó là như vậy chúng ta phải có những cái nhịp này để chúng ta mua vào đó đây anh chị hồi lên mua vào để chúng ta À, gọi là chém cá đấy. Đó, chém cá. Ok. Thì đối với TNG chúng ta có dự phóng hai cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, nếu nhớ không nhầm tại vì lùng cũng không nhớ là bản điện tuần nhưng ít nhất là vùng 3.5 hoặc sâu hơn là vùng 31. Đó, như vậy thì trong cái phiên nào nó thậm chí nó còn về tận vùng 29 cơ. Đấy là những cái vùng mà uh, hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh ở đây. Nhưng nói chung là cái vùng ví dụ vùng vùng 31 ở đây chúng ta mua là cũng được rồi. Đó, tuần cuối kết tuần ở vùng 34 và với cái đà phục hồi này thì uh, VGT dự uh, nó à, TNG TNG khả năng sẽ đánh lên được Đâu đó khoảng Vùng 36 36.5 Đó Vậy thì từ vùng 31 Lên vùng 36 Như vậy là chúng ta cũng uh, Xem nào 31 lên vùng 36 là 5 5 trên cho 31 Như vậy là chúng ta cũng đã đảo được 16% Các anh chị 16% Đó Và đến tại những cái thời điểm này Là chúng ta không còn công cụ Dụng cụ nữa Thì như vậy là chúng ta sẽ uh, Nếu mà chúng ta mua ở trên này Vô hình dung mua phải đỉnh ở đây Mà chúng ta về đây Chúng ta không còn công cụ nữa Thì rất là khó Đó rồi, nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ nói đến đó là nhóm ngành Viettel gồm mã cổ phiếu VGI rất quen thuộc đúng không anh chị. Rồi VGI trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến uh, đâu ạ? Vùng 31.8 đến vùng 32.3 và hình như đầu đó sâu hơn chính là vùng hỗ trợ kỹ thuật 29.5. Thì trong phiên ngày thứ ba chính là cái phiên mà tá đau đúng không ạ? Thì VGI đã giảm rất là sâu và cuối cùng thì nó đã công lại được vùng 29.5 và thậm chí chúng ta có thể nói thêm đó là vùng 21 Uh, các phiên giao dịch ở sau uh, tương đối tích cực ở vùng 31.8 đến vùng 32 và hiện tại thì VG cũng đã khuyến nghị là các tài khoản ở trong phiên ngày hôm nay thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể canh gom thêm. Uh, ngắn hạn thì VG có thể kéo lên chạm vùng 38 và sau đó nó sẽ chỉnh cung, tuần tới thì nó khả năng là nó sẽ chỉnh cung luôn, một là kéo luôn thì nó sẽ chỉnh sau và hai nữa thì nó chỉnh luôn ở trong phiên giao dịch của ngày thứ tư tức là nó sẽ trả lại đâu đó ở khoảng quanh vùng 33.5 ổn định hợp lý. Đó, thì vùng này nó sẽ kéo thì sau đó ổn tích được thêm cái nền này thì nó cũng sẽ hướng lên cái vùng giá mục tiêu đây đó khoảng quanh vùng 38 cổ phiếu VTP mua được chưa đó thì VTP ở đây là trong hai phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba VTP chạm vùng 66 là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh đây thì trong bản tin tuần chúng ta cũng có nói rồi tức là cái câu chuyện là cổ phiếu nó sẽ có khi mà về đây thì nó sẽ dự chỉnh ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó ít nhất chắc chắn là vùng 71.3 đến khoảng vùng 72 thì chúng ta không phải bàn cãi và cái điểm sâu hơn ở đó ở dưới này thì là vùng 66 sáu à, đối với VTP uh, sau những cái nhịp uh, phục hồi như thế này thì khá là ok rồi đó rất ok trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng tự test cung ở trong phiên luôn ở trên vùng 71.2 đến khoảng vùng 72 ngắn hạn thì VTP sẽ có thể hồi lại ở khoảng quanh vùng 79 đến khoảng vùng 80 tức là sẽ hồi phục lên đây và về đến đây thì nó sẽ có những cái điểm rung lắc kỹ thuật ở đây VTP ở cổ phiếu CTR <laughs> sau khi đạt được target 120 thì rơi nó thủng trăm 1 1 5 đến thì nó sẽ về đâu nó sẽ về ở biên 95 đến khoảng biên 96.5 ở trong tuần vừa qua thì gần như là cổ phiếu này đi ở trong cái biên này tương đối đẹp và phiên kết tuần thì nó đang hồi phục lên ở khoảng quanh vùng 99.5 khoảng 900 về nhìn vào mặt ý đồ thì nó sẽ chưa chạy ngay được đâu, khả năng nó sẽ còn có những cái điểm test kỹ thuật, nếu khỏe thì nó sẽ test ở trên biên, tức là khoảng vùng 96.5 đến khoảng vùng 97 các anh chị. Đó. Khoảng vùng 97, 97. Đó, khoảng test cung lại quanh vùng 97 ổn định lực cầu thì khi đó chúng ta mới đánh giá tiếp một cái lực hồi về khoảng quanh 107 ở đây đối với mã cổ phiếu CTR. À, rồi ok bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tục đi phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu penny và dòng đầu cơ ở nôm na là như vậy thì uh, trong cái cơ cấu danh mục uh, cái dòng cổ phiếu penny và dòng đầu cơ đấy là một phần không thể thiếu đối với cá nhân hùng lê uh, trong cái giai đoạn vừa qua thì uh, cái làn sóng tẩy chay các cái mã cổ phiếu penny uh, và mã cổ phiếu đầu cơ tương đối lớn uh, tuy nhiên là uh, cái dòng nào nó cũng có cái hay của nó các anh chị không biết là mọi người nghĩ như thế nào uh, nhưng mà dòng nào nó cũng có cái hay của nó thì bây giờ sẽ phân tích những cái hay và những cái dở thì đương nhiên đã gọi là đầu cơ thì nó không có cơ bản cái chị đó và cái cổ phiếu đầu cơ nó cũng có kết quả kinh doanh tốt hay vân, vân vân mà nó phụ thuộc vào cái cung cầu ở trên thị trường và cung cầu nó đến từ đâu thì đương nhiên là đến từ nhà đầu tư ở nhà đầu tư thì cái tốt nhà đầu tư đó như thế nào thì là có nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư tổ chức đó rồi có nhà đầu tư đội nhóm tức là ví dụ có khoảng tầm độ 10 người người ta hùn vốn lại người ta đánh ví dụ như vậy thì đấy là những cái 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 mô típ ở trên thị trường chúng ta cũng không có phân tích quá sâu à, và đối với các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì nó sẽ có cái sự rủi ro đương nhiên lợi nhuận cao thì rủi ro lớn và 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 và, và chúng ta nhìn lại cái mã cổ phiếu ví dụ như ông sẽ nói ví dụ FLC chẳng hạn đó thì uh, đương nhiên là vì cổ phiếu này nó bị dính án nên là nó khác nhưng mà ông sẽ nói sang cổ phiếu VHG trước đi đó, nhìn mã cổ phiếu VHG thì đương nhiên đó ở trong một cái nhịp nó tăng ở đây thì nó cũng tăng rất là mạnh và trong một nhịp nó giảm thì nó giảm rất là sâu có cái câu chuyện là như vậy vậy thì cái thời điểm nào chúng ta phải té ra khỏi cổ phiếu và thời điểm nào chúng ta gom lại cổ phiếu đó ví dụ VHG nó chạy từ vùng 4 mà hôm nay là vùng 6, 2 hai trên bốn tức là trong tuần vừa qua VHG chạy 50% lợi nhuận ok anh chị bầu chip nào mà theo được Vietcombank các anh chị thì xem lại trong tuần vừa qua nó tăng được bao nhiêu. Đúng không ạ? Ok, rồi uh, mã cổ phiếu SSI trong tuần vừa qua hey, SSI trong tuần vừa qua tăng được bao nhiêu? Đó. Vâng, SSI trong tuần vừa qua là đóng cửa ở đây là 36 và chốt tuần ở đây là 33.5. Vâng, âm âm phần âm âm bao nhiêu phần trăm đây thì chưa tính. Đó, ví dụ như vậy. Vậy thì uh, cái mã đầu cơ nó 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 lên nhanh nhưng nó cũng xuống nhanh. Và VHG trong tuần vừa qua tăng 50% Ok, các anh chị tăng 5, 5% Đó. Vậy thì chúng ta biết chấp nhoáng cơ hội thì đánh rất là nhanh, nhưng mà chúng ta cũng không biết chấp nhoáng cơ hội thì cũng đi rất là nhanh. Lợi nhuận song hành với rủi ro, đấy là cái điều chắc chắn. Vậy thì cái cách đánh mã cổ phiếu đầu cơ thì có thể trong danh mục chúng ta sẽ cơ cấu khoảng tầm 20% tài khoản. Tức là ví dụ tài khoản chúng ta có 1 tỷ thì chúng ta có thể dành 200 triệu cho các mã cổ phiếu đầu cơ và trong cái mạng mua tiếp của mã cổ phiếu đầu cơ nó có cái những cái hay của nó đó khi chúng ta bắt đúng đáy ấy, thì nói chung là ngày chúng ta nhìn thấy tiền nó về theo ngày và cùng nói luôn một cái một cái mô típ ở trong cái mã các cái mã cổ phiếu đầu cơ đó mà khi chúng ta kẹp lại với cổ mã cổ phiếu stm các anh chị thì cái câu chuyện là uh, nó có một cái cái ý rất hay đó là ví dụ này đây 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 là một cây mà FTM bắt đáy các anh chị tức là khi đó cổ phiếu chất sàn cái, cái mô típ của nó đánh rất là hay đó là khi cổ phiếu chất rất nhiều lệnh sàn 3 4 triệu lệnh sàn và sau đó ăn hết lệnh sàn thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta đang kẹp hàng chúng ta phải mua ngay đó chúng ta ví dụ chúng ta đang cầm 1.000 cổ phiếu chúng ta mua 1.000 cổ phiếu chúng ta cầm 10.000 cổ phiếu chúng ta có ok rồi mua 10.000 cổ phiếu à, thì thông thường là sau cái mô típ này thì nó sẽ hồi lên được khoảng tầm 3 4 cây đó thì anh chị nhìn thấy đây này ví dụ STM là như vậy là tính ra như thế này là FTM đã được khoảng bốn cái trần bốn cái trần rồi đây là đây là đây là hai cái trần cái từ sàn lên trần thì tính hai cái trần và đây hai cái trần nữa là bốn cái trần 47 uh, 28 phần trăm đó ví dụ vậy thì chúng ta như vậy là chúng ta cũng cũng sẽ đảo hàng được hay là cái mô típ như FLC các anh chị cũng như vậy đây uh, mô típ của nó ở đây nó cũng là phiên uh, phiên này uh, phiên này chính là phiên kịch chất sàn và sau đó nó ép hết sàn nó ăn thì nó hồi này và FLC hồi từ 6 lên được khoảng vùng 9 đó, suy soát lên được 9 rồi thì như vậy là cũng nôm na là cũng 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 50 phần trăm rồi đó FLC trong nhịp tuần vừa qua nó cũng chạy 50 phần trăm đó hay là cổ phiếu PX các anh chị có thể nhìn đây thì cái mô típ nó như vậy thôi Đây là mô típ chất sàn và sau khi chất sàn xong thì nó ăn sàn ăn sàn xong thì nó cũng ờ uh, PX như vậy là chúng ta cũng tính chỗ này là cũng thành bốn cây trần rồi bóp cái trần rồi. đó vậy thì cái cổ phiếu đầu cơ nó cũng có những cái 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 cái, cái hướng như vậy để chúng ta đánh hoặc là cổ phiếu um, uh, PVL ở uh, PVL trong nhịp vừa qua bị ép và đây cây nến này chính là cây nến mà nó bị ép sàn và tăng kịch trần và như vậy thì cái câu chuyện là khi chúng ta bị kẹp lại cổ phiếu rất nhiều những anh chị rất bị động đó mà mà hùng đã hướng dẫn cho anh chị cái phương pháp này rồi cổ phiếu chất khoảng 3, 4 triệu, ví dụ FLC có những thời điểm nó chất 50, 60 triệu và khi lệnh sàn nó, nó ăn hết thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể cơ cấu còn với những cái mã cổ phiếu như PVL thì nó chất sàn khoảng tầm độ đôi 3 triệu, 2, 3 triệu và nó ăn hết, nó ăn hết 2, 3 triệu đó thì à, ví dụ như vậy thì đấy là cái mô típ và à, từ đây nó hồi lên đây các anh chị có thể thấy, để xem nào đó ví dụ PVL ở đây là vùng giá 5.3 đi, đó, mà hồi lên được khoảng vùng 8, như vậy là được 2.7 À, ví dụ 2.7 đến 5.3 ví dụ như vậy là nó cũng đâu đó cũng khoảng tầm 50 phần trăm đó chỉ có chớp nhoáng như vậy để chúng ta đảo hàng vậy thì uh, cái, 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 cái mô típ nào tức là đầu cơ nó có cái kiểu đánh của đầu cơ đó mà cơ bản nó có cái kiểu đánh của cơ bản và hàng pen thì cũng có đánh của hàng pen và hùng thường không có tẩy chay cái hàng nào hết á không có tẩy chay đó vẫn chiến đấu và chiến đấu theo cái cách của mình riêng mình không giống ai đó rồi ok đối với flc anh tôi và anh tôi ra đi chứ còn nếu mà anh tôi không ra đi thì nó không có cái như thế này đâu đấy nó cũng vẫn nó hoạt động theo cái cung cầu thôi còn trong cái giai đoạn vừa qua là nó hoạt động nó nó, nó hơi bị trái nẻo một tí nên là chúng ta phải chấp nhận sau một cái thời gian này và um, họ flc khép án xong khi đó câu chuyện nó sẽ rõ ràng hơn flc nhịp này tăng tốt quá 50% trong nhịp vừa rồi và khả năng với đà tăng này thì uh, tuần tới nó sẽ có thêm khoảng một đến hai cái tăng nữa tức là nôm na đâu đó khoảng vùng 9.5 đến khoảng vùng 10 đó là là sẽ bắt đầu chỉnh kỹ thuật thì các anh chị em lưu ý để chúng ta chốt chọn nhịp này đi rồi sau đó thì chỉnh kỹ thuật xong chúng ta sẽ canh để chúng ta gom lại cổ phiếu rốt cũng khá là tốt hồi phục từ vùng 3.3 và tuần này thì nó cũng đã đánh vượt mức kỳ vọng là 4.6 và đang ở khoảng 5 vùng 3 nhìn về xu hướng kỹ thuật như này thì cũng đâu đó hướng đến rốt khoảng tầm độ vùng 5.5 đến khoảng vùng 6 các anh chị nhé khoảng vùng 5.5 vùng 6 vùng này cũng là vùng nguy hiểm đấy và chúng ta cũng à, té cái đã à. cổ phiếu AMD cũng đã hồi phục khá là tốt từ vùng 3.3 và đến thời điểm hiện tại à, cũng coi như là đạt quá đạt kỳ vọng luôn nó đánh như này là quá đạt kỳ vọng luôn à, tuần tới thì nó sẽ hướng đến à, có thể có hướng đến cây 5 đến cây 5.3 và vùng này thì chúng ta cũng chốt các anh chị nhé, chốt đủ rồi đừng có tham nữa ở cổ phiếu 2 cũng như vậy nó đã hồi phục cũng rất là tốt rồi từ vùng 3.15 và hiện tại là 4.57 tuần tới thì có thể mắc lên ở khoảng vùng 4.8 đến khoảng vùng 5 chốt đầu cơ mà hồi quá tốt rồi cổ phiếu anh tôi hồi quá tốt rồi ở KLF nhịp này cũng như vậy nó hồi từ vùng 3.4 và lên đến vùng 5 Đó, à, như vậy là 1.6 rồi các anh chị 1.6 đến 3.4 ngon lắm rồi Uh, tuần tới thì khả năng nó sẽ chạm vùng kháng cự 5.4. Vùng này mà bị chốt thì uh, chúng ta cũng nên chốt theo bởi vì như vậy là cổ phiếu này đã hồi phục. Và sau một nhịp chốt đó thì chúng ta sẽ bắt đầu ke, Kè ke ở đây, nó đâu đó nó phải uh, chỉnh cung kỹ thuật một tí đẹo đây. Rồi, uh, khoảng quanh vùng bao nhiêu ta? Khoảng quanh vùng 4.35. vùng này ổn rồi uh, Tích lũy ổn để chúng ta lại mua để chúng ta có thể hướng lên một cái target tiếp theo ở sau này nó cao hơn về khoảng vùng 7. Đó, ví dụ đấy. ART cũng đã hồi phục rất là ok rồi và chúng ta lưu tâm đến vùng kháng cự uh, kỹ thuật ngắn của ART trong tuần tới là vùng 7.7 đến vùng 8 Khả năng sẽ kéo được lên đến đây và nó sẽ bắt đầu chốt uh, để chỉnh cung kỹ thuật nhịp thứ nhất Như vậy là hoàn thành, rất là đẹp rồi Ở Cổ phiếu VHG trong tuần vừa qua nó cũng đã chạy được uh, tầm 50% ok từ uh, vùng 4 và lên đến 6 là 50% rồi, 6.2% thì uh, nhìn về mặt ý đồ kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng trong nhịp này VHG có thể đánh được lên khoảng vùng 6.5 6.5 các anh chị, về 6.5 là bắt đầu sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây uh, Chính vậy nên là chúng ta sẽ lưu ý uh, vùng 6.5 thì có thể chốt bớt đi và chúng ta sẽ chờ thêm một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật và chúng ta sẽ đánh giá thêm uh, Trước khi mà vgt uh, VHG nó sẽ hình thành một cái nhịp uh, gọi là nhịp tăng thứ hai ở đây Đó. Uh, hqc uh, đánh uh, tương đối tốt và với tín hiệu uh, hồi phục của hqc như thế này thì quá là đẹp luôn miên man rồi uh, nhìn như thế này thì uh, trong dự phóng của Hùng Lê thì hqc sẽ đánh về khoảng quanh vùng 6.3 nhưng mà lực đi như thế này là quá tốt thì nó sẽ đi được hơn tức là dự lên khoảng vùng 6.5 uh, dự lên vùng 6.5 hoặc là vùng 7 nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ ngắm ở vùng 6.5 đã rồi sau cái vùng này mà chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích lũy cung cầu của nó ở trên vùng này Uh, tín hiệu uh, đường mã D đang uh, hồi lên rồi và uh, tuần tới thì nó sẽ có thêm những cái phiên mà nó đánh khoảng tầm độ 30 đến khoảng 40 triệu đó uh, khoảng tầm 30 đến 40 triệu trên một phiên thì đấy là những cái tín hiệu mà uh, xác nhận cái dòng tiền đã chính thức là quay trở lại đối với mã cổ phiếu HVc uh, cổ phiếu jVC jvC cũng là một mã cổ phiếu pen khá là quen thuộc và trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái tín hiệu Uh, gọi là tát ao bắt cá ở quanh vùng 6.2 và sau đó thì nó đã lo lại được ở quanh vùng 6.5 6.6 uh, nhìn về uh, cái lực uh, phục hồi như thế này thì nó rất là đẹp rồi rất là đẹp rồi anh chị uh, chạm lên vùng 8 thì nó có thể có thể chỉnh cung và các cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của nó quanh vùng 7 đến 7.3 đây sẽ là vùng sẽ canh bắt anh chị canh bắt để chúng ta đánh nhịp này của GVC À, và với những anh chị đã bắt được ở bắt đáy được ở vùng quanh vùng 6. 2600 năm rồi thì chúng ta chuẩn bị tiền mặt sẵn sàng để chúng ta bắt nhịp hai đây lực đánh như này là rất là ok rồi cổ phiếu dlg cũng khá là ok trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến ở quanh vùng 4 và điểm cân bằng của nó ở quanh vùng 4.45 đến khoảng vùng 4 6 à, hai phiên kết tuần nó ngồi lại được ở trên vùng 5 và có một cây nến ở phiên ngày hôm nay thì tăng Có phải tăng kịch trần không nhỉ không biết hình, à, tăng kịch trần như thế này tăng kịch trần và em này thì chúng ta chỉ cần chờ đợi thêm những cái phiên đánh gọi là mang tính thăng hoa thôi, tức là những cái phiên mà nó đánh khoảng tầm độ 15 đến 20 à, à khoảng trên 12 triệu xin lỗi cả nhà, trên 12 triệu thì chúng ta sẽ hướng à, cái vùng target của nó lên đâu đó nếu khỏe khỏe á thì sẽ lên được vùng 7. Đó như vậy là chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp đầu tư à, xin lỗi, đầu cơ ngắn ngắn của DLG cổ phiếu DLG thì phải nói đến TTF, hai con này ta hay nói với nhau. Thì TTF là như vậy là nó cũng đã tăng lên bao nhiêu thì như vậy là đây một cái nhịp chỉnh cung của TTF và đến thời điểm tại thì cũng đã dò ra vùng lại vùng 11.3 vùng 12 à 10 10 11 đến vùng 11.3. Và trong tuần vừa qua thì nó đã có hai điểm test kỹ thuật ở đây và những cái điểm trả cung kỹ thuật không thủng vùng 12 như vậy là khá là ổn rồi này. Uh, với tín hiệu này là khá là ok và các anh chị mà đang cầm TDF thì chúng ta có thể gia tăng thêm uh, cái tỷ lệ uh, nắm giữ cổ phiếu OGC, OGC hồi phục quá là nhanh luôn Rồi nó đạp về đây, đạp về vùng 12 uh, Các anh chị mà cầm OGC thì chúng ta đừng có mải đua xanh nữa này uh, Canh vùng 17, khoảng vùng 17 đến vùng 18 ở đây này đó Tức là trên cái trend hồi kỹ thuật của nó thì có thể hồi đến đây và chúng ta sẽ canh để chốt này Ờ, cổ phiếu Bắc Việt bvg nha. Bắc Việt thì hình như là cũng chưa có lực cầu Nói chung Bắc Việt đánh như này thì chưa ổn lắm cầu nó phải khá khá lên tí cầu này đang kém quá ờ, Tuy nhiên ở trên cao độ kỹ thuật thì nó cũng đã có những cái tín hiệu chuyển pha như vậy là tốt rồi quảng quanh vùng 5.2 khả năng là nó sẽ tích lũy ở quanh vùng 5.2 rồi sau đó uh, nó sẽ có một cái lực bật ở bên này đó, Bắc Việt cổ phiếu uh, CDO 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 trong tuần vừa qua cũng đã hồi quá tốt từ vùng 3.2 đúng không anh chị và đến thời điểm này thì nó cũng đã hồi phục lên ở vùng 5.2 5.5 ở đây rồi thì đối với cổ phiếu này chúng ta có hàng thì chúng ta canh chốt để sau cái lực chốt xong á, thì cổ phiếu nó có khả năng nó sẽ tích lũy lại ở đây ở dự dự đâu đó ở khoảng quanh vùng 4.4 4.4 ổn định khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta cân để chúng ta đánh nhịp hai đó cổ phiếu FFIT fit rồi, em này cũng đang ngon rồi. Đó, ở vùng 3.8 đến vùng 4 tích lũy và nó đã test hai cây, hai cái test phiên ngày thứ ba tiếp tục test và sau hai cái test đó thì nó ngồi được ở trên vùng 4.7 như vậy là cũng xác nhận một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là ok đối với mã cổ phiếu fit rồi. Và ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó hồi phục lên khoảng quanh vùng 6, các anh chị chú ý để chúng ta chốt bớt hiện thực hóa ở cái nhịp này. Uh, cổ phiếu MHC uh, đây cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là lớn. Đây, ok, đây chạm đây rồi, chạm 8 này, test lại hai cái 8 không thủng này. Và nó đang uh, bật lên. Uh, thông thường thì những cái nhịp bật đầu tiên nó sẽ không có vol các anh chị. Sau đó thì nó mới bắt đầu nó mới bơm cầu, uh, bơm vol lên. Uh, thì ngắn hạn trong uh, tuần tới có thể ke con thêm, khả năng là nó sẽ còn có thể có những cái điểm test kỹ thuật đó, ở quanh vùng 8.6. 8.68, 8.7, 8.8 đến khoảng vùng 8 đến khoảng vùng 9 đó thì chúng ta nôm na 8.7. Ở nôm na là như vậy chúng ta kê kê vùng này là gom thêm. Ở à, cổ phiếu VTV, VTV cũng là một cái mã cổ phiếu đầu cơ, cứ gọi đầu cơ đi. Thì nhịp này VTV cũng hay rồi các anh chị và VTV nó hay đi theo hình chữ V đó. Đây các anh chị có thể nhìn thấy hình chữ V đúng không ạ? Đây xuống này và hồi phục lên đó à, nó nó đi theo hình chữ vát khá là đẹp đây này, đây cũng là một cái hình chữ v này đó đấy. rồi đây cũng là một hình chữ v này và hình chữ v này thì đẹp đấy hình chữ v này thì thôi rồi à, vậy thì liệu đây có một hình chữ v không khả năng có thế thôi đơn giản như vậy thôi và chúng ta đừng có đừng đừng có, đừng có đừng có đừng có bắt đáy các anh chị. Đó phải đây này, những cái mô hình ờ uh, những cái mô hình uh, gọi là kinh điển trong phân tích kỹ thuật mà đã có phân tích các anh chị rồi, mô hình nấm. Đó. Thì đây cũng như vậy. Uh, đến đoạn này là khả năng là cũng khá khá rồi và nó đang cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng tám đó là vùng mà chúng ta có thể uh, nhớ nhớ để chúng ta tham dò bắt dần. Ờ uh, trong một cái nhịp phục hồi kỹ thuật của nó của VTV có thể lên lại khoảng vùng 8.5. Đó, uh, ok. Cổ phiếu KSH cũng uh, quay lại trường đua được rồi uh, Nó rũ hết rồi và đến uh, bây giờ thì như vậy là KSH cũng đây Một cái đường nó cũng uh, Vùng 2 đến khoảng uh, Vùng 2.2 oh. Vùng 2 đến vùng 2.2 như vậy là nó rơi Nó rơi từ vùng 7 và rơi về về đến vùng này là cũng biết bát lắm rồi Ở về đến vùng này thì uh, các anh chị em chúng ta lại xét uh, lại kèo thôi Đó và chúng ta đặt uh, chờ quanh mua ở vùng này thôi. Đó. Vùng 1.9, vùng 2. Những khả năng là vùng 1.9 thì bây giờ không có nữa đâu. Uh, nhưng mà nó sẽ nằm ở khoảng vùng 2.3, 2.2, đó những cái vùng này này, những cái vùng 2.2, 2.2.2, 2.1. Đấy khả năng vẫn còn với mã cổ phiếu KSH và em này thì một tuần giao dịch một phiên. Uh, HVG, đó, pen Hùng vẫn còn những cái mã cổ phiếu thế này thôi. HVG thường cũng đang gom thêm Con này thì gom khá là lâu rồi Kệ thôi con này cũng một Một tuần chỉ có giao dịch một phiên thôi Bắt đầu khi mà cổ phiếu này test hình virus ở đây và nó Chém qua vùng 2.5 Thì cũng đã bắt đầu Gom em này và đến bây giờ vẫn tiếp tục gom Nói chung là con này thì Cứ gom gom thôi Đâu đó mà niềm vui nho nhỏ thì nó cho một cái kết quả lợi nhuận ở khoảng quanh vùng 6. Đó tốt, tốt hơn thì lên đến vùng 7. Mà tốt hơn nữa thì lên đến vùng 9, đó. Lên được vùng 9 là ngon rồi. Đó. À, thì đây là cổ phiếu đầu cơ mà các anh chị. Đó, từ 3.7 cứ cho từ 4 lên 9 đi là 100% ví dụ thế thì so với những cái mã cổ phiếu ví dụ Vietcombank khi nào nó mới chạy được 100% nó nó không có. À, nhưng đồng nghĩa với việc là cổ phiếu đầu cơ thì nó cũng sẽ có những cái tính rủi ro. Tuy nhiên là tại sao lại tiếp tục gom thêm ở đây? bởi vì ở sau một cái nhịp mà nó đánh chạm năm thì mình nhìn thấy rằng đây ba ba lần nó nó xông pha lại vùng này nó không thủng đó, nó xông pha lại vùng này không thủng thì khả năng là từ vùng này nó lại bật long trở lại một tí ở đây đó, vì chúng ta có vị thế và chúng ta sẵn có cổ phiếu thì hùng sẽ áp dụng chiến thuật t 0 tức là về đến vùng ba 7 bảy mua và lên đến vùng năm hùng bán rồi bán ở vùng này thì có thể cổ phiếu này, nó sẽ chỉnh về đây và có thể uh, nhịp tới nó chỉnh về ở khoảng quanh vùng ba 7 bảy ba tám đây hùng sẽ mua tiếp đó ví dụ như thế và chúng ta có một phần gốc và chúng ta có thể mua thêm 50 phần trăm tỷ trọng ví dụ như chúng ta có khoảng 10.000 cổ phiếu này thì cứ về đến đây chúng ta mua thêm 5.000 và lên đây chúng ta bán đi 5.000 về lên chúng ta mua thêm 5.000 và lên đây chúng ta bán đi 5.000 ví dụ như vậy là chúng ta chờ một cái cơ hội tốt hơn một cái tín hiệu thật tốt hơn ví dụ như là cổ phiếu này nó có nói chung là về về mặt kỹ thuật thì cũng sẽ nhận diện được là khi nào thì thì chúng ta sẽ 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 bắt đầu nó đánh dốc kiểu này Đó, chúng ta chờ thêm thì cổ phiếu đầu cơ như vậy. rồi như vậy là tuần này thì tất cả các mã cổ phiếu thì hùng sẽ view như vậy thôi và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến uh, thị trường trong tuần vừa qua. Uh, thì như các anh chị em cũng đã biết khi bản tin tuần video uh, video rồi đây hùng đã có đã có <laughs> có phân tích uh, thì trong cái nhịp này thì có có đề cập đến với các anh chị rồi đó là nhịp uh, chúng ta phải tính toán đến nhịp mùng 5 tháng 7 của năm 2021 đó thì nó cũng đã có những nhịp chỉnh như thế nào thì cũng đang lấy như vậy. thì trên phương diện kỹ thuật như vậy là tuần uh, giao dịch Uh, tới đó, uh, phiên ngày mai tức là phiên ngày thứ 2 thì cũng sẽ kiểm tra Vianinex à VN30 ở vùng 1430 tức là phiên ngày thứ 3, ngày thứ 2. Vậy nữa chỉ ở vùng 1350 điểm và một câu hỏi lúc này là kéo luôn hay thị trường còn có tắt out? Thì hiện tại đang thiên về cái bản thị trường có thể hồi nhẹ và còn một phiên khóc ròng nữa. Ờ uh, đó và ông đã phân tích khá là tỉ mỉ cái nhịp uh, 19 tháng 7 là rơi 63 điểm các anh chị. 19 nhịp 196 19 tháng 7 rơi 63 điểm sau đó nhịp 20 tháng 7 tiếp tục âm 18 điểm và đến trong phiên ngày 10, ngày 20 tháng 7 trong phiên là âm 18 điểm và sau đó uh, index kéo tăng 29 điểm và kể từ đó thì thị trường hồi phục chữ V đó vậy thì uh, kịch bản của nhịp này là gì index có thể còn có những cái biên test và sau đó ở uh, biên 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 test nhẹ và sau đó hồi nhẹ và thị trường sẽ có thêm những cái phiên giảm điểm từ 40 đến 50 điểm và hùng mở ngoặc ở đây đó là trong cái giai đoạn vừa qua nhà đầu tư của chúng ta đang thở lâm sàng thì những cái phiên mà nó đánh ao đến 40 bởi vì trong phiên ngày các anh chị lưu ý phong phiên ngày 19 tháng 7 là index rơi 63 điểm các anh chị rơi 63 điểm vậy thì hùng đã dự phòng trước cái kịch bản là thị trường của chúng ta sẽ còn rơi và rơi rất sâu rơi như vậy để làm gì để nó giết hẳn tết tất cả những cái động lực cuối cùng của nhà đầu tư và bản thân hùng là người tư vấn thì hùng hiểu rằng hùng hiểu rằng à, các anh chị trên nhóm hùng lê cũng như vậy thôi mọi người oải hết rồi và cái lúc hùng có nói hùng động viên tinh thần mọi người cái lúc mà chúng ta cần mạnh mẽ lên cái lúc chúng ta cần tiền mặt cái lúc chúng ta cần chiến đấu á à, thì chúng ta hỏng hết rồi buông hết súng rồi và anh chị có nói vui là bây giờ anh ơi thớt cũng trôi đi đâu rồi dao thì thằng trộm nó lấy mất rồi thế còn đâu mà chém cá đó cái câu chuyện như vậy vậy thì hùng đã dự phòng cái kịch bản như vậy và đến à, đến 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 phiên à, đến đến khoảng tầm 10 giờ đó 10 giờ 10 giờ ngày 25 tháng 4 10 giờ 15 à, thì bắt đầu có nói đến à, VN30 khả năng sẽ đi về vùng 1420 và index 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 sẽ đi về 1320 đến 1325 1325 và phái sinh sẽ đi về vùng 1400 VN30 sẽ đi về vùng 1.105 điểm. Như vậy. Rồi tiếp tục là đến 13 giờ 21 phút ngày 25 tháng 4 thì chúng ta tiếp tục à, phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường khá là xấu, khá là xấu. À, 13 giờ đến 13 giờ 45 phút thì khi đó VN30 và phái sinh thủng vùng 1380 thì chúng ta tiếp tục hạ cái 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 biên độ của VN30 phá sinh tiếp tục sẽ đi về vùng 1360. Index mà thủng vùng 1325 thì nó sẽ đi về vùng 1300 điểm các anh chị. Lúc đó là 13 giờ 13 giờ 45 phút của ngày ngày phiên giao dịch ngày thứ hai. À, rất là rất là rất là khốc liệt đúng các anh chị và sau đó thì đến phiên giao dịch của ngày thứ ba, thì ông Lê đã có uh, phân tích một cái kịch bản một cái kịch bản đó là gì? Chúng ta sẽ còn những cái phiên ta lao bắt cá và trên góc độ kỹ thuật thì uh, chúng ta dự báo bởi vì trong cái phiên giao dịch của ngày cái 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 cái, cái thời điểm đó thì ông đã có uh, có 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 phân tích một cái khả năng là thị trường sẽ có thể đây Phiên ngày thứ ba khả năng sẽ là phiên tạo đáy của thị trường chung. Trên cơ sở là đầu phiên thì thị trường sẽ đạp rất mạnh và kết phiên thì thị trường cần phải phục hồi, cần phải tăng mạnh mẽ lên. Đó. Và bắt đầu mở 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 tiếp theo cái phiên giao dịch ngày thứ ba thì ông tiếp tục đánh giá rằng vn 30 sẽ quay trở lại test vùng 1360 và sau đó thì vùng 1345 điểm đó là điểm số sâu nhất của VN30 trong một cái sóng chỉnh của ông Lê phân tích. Ở à, thì các anh chị có thể nhìn lại đây, chúng ta sẽ nhìn lại bức tranh tổng quan của VN30 trong cái tuần giao dịch vừa qua, đúng không ạ? Thì ở mở đầu cửa phiên giao dịch đúng không? Đó, chúng ta có vùng 1420 khi 1420 bị thủng thì Hùng Lê đã có vùng 1400 điểm bị thủng. À, sẽ sẽ khi thủng cái vùng trên này sẽ đến 1400. Thủng 14 1400 thì chúng ta có vùng 1360 điểm và trong cái phiên kết phiên giao dịch của ngày thứ hai thì uh, vn30 đã đóng cửa xít soát ở trên vùng 1 360 điểm và bắt đầu chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ ba thì cũng có đánh giá rằng cái ngưỡng mà vn30 có thể bị đạp tiếp để uh, tạo thành một cây lên rút chân đó là vùng 1.345 điểm thì đối với chỉ số VN30 trong tuần vừa qua nó đạp thủng tức là cái điểm đó nó đạp thủng nhưng sau đó thì các anh chị thấy đây nó trên M5 thôi và M5 sau đó tức là khoảng sau hai cái đến M5 thì nó đã chính thức lấy lại được một vùng 1435 điểm đối với chỉ số VN30 và bắt đầu từ đây thì chúng ta bắt đầu đi phân tích một kịch bản sóng hồi và chúng ta đi bắt đầu mua giải ngân để mua ok bởi vì sao? bởi vì khi mà cái kịch bản mà nó đã có được cái kịch bản là tát ao rút chân bắt lên thì khả năng đấy sẽ là những cái cái vị thế mà chúng ta mua khá là ok. À, còn đối với chỉ số phái sinh thì như vậy là hùng có một cái điểm chỉnh cung sâu nhất của phái sinh à, trong kịch bản tát ao bắt cá đó là vùng 1335 điểm đối với chỉ số phái sinh. thì chúng ta quay lại chúng ta nhìn lại phái sinh ở trong tuần vừa qua đây các anh chị một cái kịch bản phân tích đó thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy phiên ngày thứ hai nó test 1420 ở đây sau đó thì xuống 1.400 điểm 1.100 điểm thì sẽ xuống 1360 1360 thủng và trong cái kịch bản mà phân tích cái điểm gọi là điểm chỉnh sâu nhất của đó. cái điểm chỉnh sâu nhất của, của 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 phái sinh đó là đến vùng 1.325 điểm đó là điểm chỉnh sâu nhất và các anh chị có thể nhìn thấy đây trong phiên giao dịch của ngày thứ ba À, nó 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 tụt nó tụt hơi 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 quá ra một tí đó 1329 1329 trên 1335 Và ngay sau đó thì M5 đã lấy lại vùng 1335 cộng và kể từ đây thì chúng ta cũng bắt đầu à, Hình thành một cái kịch bản gọi là gì ạ Tắt ao bắt cá và kể từ đây thì chúng ta bắt đầu tính toán một cái lực lo đó và đối với chỉ số VN Index đối với chỉ số VN Index thì sau cái điểm mà 1.300 thì cũng có nói đến cái vùng sâu nhất đó là vùng 1.285 điểm thì các anh chị có thể nhìn thấy đây chúng ta nhìn lại cái bức tranh tổng quan của Index ở trong tuần vừa qua bắt đầu từ đây thì đầu tiên là nó Index nó sẽ test lại ở cái vùng 1350 360 thì ngay lập tức là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai mở cửa phiên phát là 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 bắt đầu rào rào và sau đó khoảng tầm bao nhiêu phút ở đây này đó khoảng tầm độ 9 11 giờ ở à, 11 giờ là chính thức là mất 1360 mất 1360 rồi thì nó sẽ về vùng 1320 đến 1325 mất 1320 1325 thì sẽ về vùng 1300 và đến phiên giao dịch ngày thứ ba trước khi mở phiên giao dịch ngày ba thì cũng có dự báo index có thể đi về vùng 1285 điểm đó là cái điểm dự báo sâu nhất của index trong tuần vừa qua trên cái góc độ phân tích cùng lê thì trong phiên ngày thứ ba nó có thủng qua nó thủng qua nhưng mà hai cây m năm các anh chị chỉ cần Tức là hai cây m năm thủng qua và sau đó hai cây m năm nó sẽ công lại ở vùng 1285 và nó có test lại ở vùng 1285 ở đây. Và từ vùng 1285 này nó test thành công và nó bắt đầu long lên thì sau đó thì cũng đã đưa cái kháng cự tuần của index ở vùng 1360. Đó thì đấy là toàn bộ cái kịch bản Mà cũng đã phân tích rất là sớm, rất là kỹ ở trong tuần và tất cả mọi thứ thì cũng đã có có phân tích khá là kỹ để cho anh chị em có thể có một cái ở góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất uh, Trong một cái tuần giao dịch đầy biến động và đầy khó khăn Vậy thì trong tuần giao dịch mới chúng ta sẽ nói đến điều gì Chúng ta sẽ nói đến thứ nhất đó là vùng kháng cự ngắn Thì đối với index anh chị em lưu ý ở vùng 1400 đến vùng 1405 điểm Trong một kịch bản tích cực là thị trường kéo luôn Trong một kịch bản tích cực là thị trường kéo luôn Và khi kéo về đến vùng này thì khả năng sẽ xuất hiện một cái lực chỉnh Và toàn bộ cổ phiếu ở trên thị trường nó sẽ bắt đầu chỉnh cung kỹ thuật và cái điểm chỉnh công kỹ thuật đó nó có thể chém đi 1 phần hai cái 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 phần nến tăng của cái tuần vừa qua hoặc là nó sẽ chém hết tức là nó sẽ test lại uh, test lại ở 1 phần hai hoặc test hết thì các anh chị có thể liên hệ lại đây thì chúng ta cũng sẽ đi phân tích ở uh, chúng ta lật ngược lại vấn đề ví dụ là chúng ta sẽ xem cái mã cổ phiếu của 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 của, của, của VHG đi đó ví dụ vậy Vậy thì khi mà nó chém 1 phần 2 thì nó sẽ như nào và chém hết thì nó như nào Tức là trong cái trường hợp nếu như mà VSG chỉnh 1 phần 2 tức là nó sẽ chỉnh về đây quanh đây khoảng quanh vùng 5.2 đó khoảng quanh vùng 5.2 ở đây là đẹp tức là nó chém khi mà nó chạm vùng 5.6.5 và nó chỉnh về khoảng đây là vùng 5.2 thì như vậy nó chém một phần ở đây còn trong trường hợp mà kịch bản xấu tức là thị trường nó đạp mạnh thì VSG có thể chém về ở quanh vùng hết ở đây tức là có phải là đây đây đây, đây hôm nay như vậy đây đó các anh chị Vậy thì như vậy là chúng ta đã dò tìm được những cái vùng giá mục tiêu hoặc là cổ phiếu VDC ờ uh, ờ uh, GV, GVC đó. Vậy thì uh, nó sẽ kéo thêm và trong trường hợp mà nó chém cung lại ở đây thì đấy sẽ là những vùng 7 đến vùng 7.3 hoặc là nó chém sâu tức là chém hết cái nhịp tăng ở đấy thì nó sẽ khoảng quanh vùng 6.5. Ok anh chị, Như vậy là gì? Chúng ta đã uh, nắm được ở trong tay cái khả năng thị trường chỉnh thì sẽ chỉnh về đâu, để làm gì? À, để chúng ta gom cổ phiếu. Đó chúng ta đừng có đua xanh đó, ví dụ vậy vậy thì cái kịch bản tích cực nhất đó là thị trường sẽ tiếp đà tăng và nó kéo lên đến vùng ở đây và đến cái vùng này thì chúng ta lưu ý đó, vùng này của index và trên cái góc độ kỹ thuật test ở trong tuần thì cũng đánh giá rằng vùng 1340 hoặc là vùng 1320 1325 đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng nếu như thị trường muốn đánh long và tiếp tục hình thành một cái trang kỹ thuật tăng ở đây thì chúng ta sẽ cần thêm các cái yếu tố hỗ trợ kỹ thuật của index ở trong quanh vùng này Ờ, đối với chỉ số vn30 đối với chỉ số vn30 và chỉ số phá sinh thì cũng là nó vn30 trước thì khả năng sang tuần tới thì vn30 sẽ có thêm những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 1400 đến vùng 1405 điểm ở điểm test kỹ thuật sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở, ở vn30 ở quanh vùng 1370 hoặc là 1360 ở đây nói chung là nó sẽ kiểm tra lại cung cầu thêm một lần nữa ở vùng này <laughs> đó còn đối với vùng kháng cự tuần thì chúng ta lưu ý rằng là tuần tới nó sẽ có một cái kháng cự tuần ở vùng 1 1455 đến 1460 ở đây thì nó cũng song trùng với chỉ số index và khả năng khi đến vùng này thì cái thuần về cái thuật là nó sẽ chỉnh cung để cho cổ phiếu chỉnh cung rồi để cho những cái tài khoản nào chốt lãi thì chốt đi và sau đó thì cái dòng tiền nó cuốn theo như thế nào thì chúng ta sẽ có thêm cái sự đánh giá tiếp theo và hoàn toàn tương tự đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự tuần ở đây đó là quanh vùng 1400 1460 đến khoảng vùng 1465 điểm đấy các anh chị đây là vùng kháng cự tuần và chúng ta lưu ý đó và trên các độ kỹ thuật thì nó cũng sẽ test lại ở quanh vùng 1400 điểm điểm test kỹ thuật sâu hơn của index thì chúng ta à, của của phái sinh thì chúng ta có thể tính toán thêm ở quanh ngưỡng khoảng 1300 mấy đây 1375 hoặc là 1360 đây sẽ là những cái điểm mà có thể tuần tới chỉ số phái sinh sẽ có những cái điểm đẹp kỹ thuật như vậy rồi như vậy là bản tin tuần này đến đây là chúng ta sẽ tạm dừng. À, trước mắt của chúng ta sẽ có 4 ngày nghỉ, chúng ta có hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật cộng thêm hai ngày nghỉ bù ngày thứ hai và ngày thứ ba. Như vậy là sau một cái nhịp uh, thị trường đã uh, rất là khó khăn và các anh chị em của chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ uh, để chúng ta thư giãn lại đầu óc để chúng ta uh, tái tạo thêm năng lượng để chúng ta uh, cùng nhìn lại trong cái nhịp vừa qua chúng ta sai ở đâu, chúng ta đúng ở đâu và chúng ta cần có những cái gì cần khắc phục và Uh, xin được kính chúc uh, toàn thể uh, quý anh chị nhà đầu tư chúng ta có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ an toàn hạnh phúc và uh, hùng lê sẽ cùng gặp lại các anh chị trong các bản điểm thuyên tuần tiếp theo